Sự kiện lịch sử 30 tháng 4 nhìn từ nhiều phía. 1. Công bố hồ sơ mật của chính quyền Sài Gòn. Thưa quý vị, qua clip này, chúng tôi hy vọng với những trích dẫn từ các tài liệu của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội, của Phủ Tổng thống và Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa Sài Gòn, của Cơ quan Tình báo CIA Mỹ và Tình báo Hoa Nam Trung Quốc, sẽ cung cấp thêm đến quý vị thông tin từ nhiều phía về diễn tiến sôi động của cuộc chiến tranh Việt Nam dẫn đến sự kiện lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Hồ sơ số 18260 của Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô Sài Gòn có đóng dấu kín và thượng khẩn thảo ngày 14 và 15 tháng 4 năm 1975, ghi nhận tình trạng xáo trộn trong quân đội Sài Gòn vào những tuần cuối của cuộc chiến. Một số quân nhân thuộc các đơn vị phòng thủ hay đồn trú tại địa phương đã xin phép hoặc trốn về thu xếp di tản gia đình và đã không trở lại đơn vị. Hoặc vì lưu thông gián đoạn hay vì gia đình cầm giữ, một số quân nhân khác vẫn để gia đình tại chỗ khi cuộc tấn công, làm lộ diện những bí mật ấy không chỉ để phục dựng đầy đủ hơn lịch sử cuộc chiến tranh đang mờ dần về quá khứ, mà còn để từ đó tìm ra những bài học lịch sử cho hôm nay, khi mà loài người vẫn đang hàng ngày đối diện với nguy cơ chiến tranh và nô dịch. 9. Vui buồn qua hồi ức của Thượng tướng Trần Văn Trà và Trung tướng Trần Văn Đôn. Sau lời kêu gọi buông súng đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, lần lượt có đến 400.000 binh sĩ cùng hơn 100.000 nhân viên công an và cộng sự viên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa ra trình diện. Những con số trên do Ban Tổng kết Chiến tranh Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu qua cuốn Lịch sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Kháng Chiến 1945-1975 và thông tin thêm, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, riêng Sài Gòn Gia Định đã diệt và làm tan rã 31.000 quân đối phương, bắt sống 12.619 tù binh, chiếm 9 căn cứ quân sự, 5 chi khu, 21 phân chi khu và trụ sở, thu 12.275 súng và gần như toàn bộ các hồ sơ các cơ quan từ phủ tổng thống trở xuống. Cũng theo tài liệu đã dẫn, tiếng súng thật sự chấm dứt cuối chiều 30 tháng 4 lúc 17 giờ, giữ được thành phố hơn 3 triệu dân đầu năm 1975. Vừa qua cuộc chiến tranh 30 năm 1945-1975 vẫn nguyên vẹn, chuyển sang trạng thái bình yên đến độ gây ngạc nhiên cho mọi người trên thế giới đang có mặt tại Sài Gòn. Ai nấy đều biết, nước vẫn chảy đều trong các đường ống và dòng điện chỉ tạm ngưng trong 2 giờ của ngày 30 tháng 4, rồi mọi nhà lại sáng. Công nhân các nhà máy vẫn sẵn sàng cho máy chạy. Chợ búa, quán xá vẫn sẵn sàng mở, đường phố vẫn đông người và xe cộ. Cùng ngày, thì các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch Giá, Bạc Liêu, đảo Phú Quốc được giải phóng. 2 ngày sau, mùng 2 tháng 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng đã lọt vào tay quân giải phóng. Về giai đoạn đó, hồi ức của Thượng tướng Trần Văn Trà thuật lại, trước giờ chiếm dinh độc lập vào mờ sáng 30 tháng 4, tại Tổng hành dinh ngoài Bắc, tức từ Hà Nội, Bộ Chính trị điện chỉ thị cho mặt trận như sau, tiếp tục tiến vào Sài Gòn, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân địch, giải tán chính quyền các cấp của địch, đập tan triệt để mọi sự chống cự của địch, nếu chỗ nào địch chống cự thì lập tức tiến công tiêu diệt ngay. Tại Sở Chỉ huy trong Nam, chúng tôi chăm chú theo dõi từng giờ các mũi tiến quân của từng hướng. Trên bàn to trải bản đồ vùng Sài Gòn và xung quanh, mọi người nhìn theo vạch bút chì đỏ mà cán bộ tham mưu từng lúc căn cứ vào báo cáo của các cánh tiến quân để vẽ, đánh dấu nơi quân ta đến, mục tiêu ta đã chiếm. Bỗng một đồng chí cán bộ vừa reo mừng vừa xách máy ghi âm vào để lên bàn, phát lại tiếng nói của Dương Văn Minh trên đài phát thanh Sài Gòn xin đầu hàng vô điều kiện. Mọi người nhảy lên reo mừng. Các anh Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng đều xúc động mạnh, ôm hôn mọi người, bắt tay nhau thật chặt. Có mấy phút giây trong đời ta mà được sung sướng đến nghẹn ngào, mừng vui trào nước mắt, theo Trần Văn Trà. Ngược với niềm hân hoan tràn khắp Sở Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh là nỗi tuyệt vọng của các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, khiến một số trong họ đã tự kết liễu mạng sống của mình vào thời điểm lịch sử ấy, gồm Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 2,
uống thuốc cực độc tự tử tại nhà riêng ở đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng, chết vào trưa 30 tháng 4 năm 1975. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tuyến có vóc người nhỏ thó, cao chưa đến 1,5 m và nặng, chắc dưới 50 kg. Ông giữ một thái độ ung dung của nhà nho xưa, móng tay út để rất dài một cách trau chuốt. Ẩn mình trong bóng tối, quyền hành Tuyến nắm giữ đã gây nên nhiều lời đồn đại, soi mói, nhưng trong khi thực tế, ông ta chỉ là một trong những người Tuyết trẻ, tức là Rơn ở Tuyết, nhóm trí thức và sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng tự do và cải cách. Từ xu hướng đó, Trần Kim Tuyến đứng chân trên chính trường Sài Gòn theo hai ngả. Một mặt, ông tuân thủ các mệnh lệnh xuất phát từ chính sách gia đình trị của Ngô Đình Diệm Tổng thống và Ngô Đình Nhu, cố vấn Tổng thống, cùng bà Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Nhu. Mặt khác, Trần Kim Tuyến lại tìm cách mở tiến trình chính trị rộng hơn, dân chủ hóa, nên bị hai ông Diệm Nhu cách ly, đưa đi công cán ở Ai Cập và cuối nền đệ nhất Cộng hòa 1954-1963. Sang cuối thời đệ nhị Cộng hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Trần Kim Tuyến bị kẹt lại Sài Gòn 29 tháng 4 năm 1975. Nếu Phạm Xuân Ẩn muốn bắt giữ Trần Kim Tuyến vào thời điểm đó, hẳn nhiên sẽ dễ hơn cả trở bàn tay. Nhưng ông đã ứng xử ngược lại, cứu Tuyến. Điều đó gây phiền hà không ít cho Phạm Xuân Ẩn về sau. Vì cơ quan an ninh phản gián Hà Nội nhiều lần thắc mắc tại sao Phạm Xuân Ẩn giúp một con cá lớn như Tuyến vọt thoát khỏi lưới nhà. Ông cũng giải thích nhiều lần với họ, bởi vì Trần Kim Tuyến bạn ông nên ông giúp đơn thuần chỉ vì mệnh lệnh của trái tim chứ không vì gì khác. Song mối ngờ vực vẫn chưa hết. Nên có lần Phạm Xuân Ẩn nói Trung ương tức là chỉ Hà Nội, nghi bất cứ ai ở Sài Gòn, từng tiếp xúc với Mỹ đều có thể là CIA kể cả tôi. Riêng việc đưa Trần Kim Tuyến ra đi, lược kể rằng, chiều 29 tháng 4 năm 1975, Trần Kim Tuyến nhiều lần liên lạc với các sứ quán Mỹ, Anh, Pháp bất thành, đã khẩn khoản nhờ đến Phạm Xuân Ẩn. Nhận lời, ông Ẩn lái chiếc xe hơi Gono màu xanh lá cây của mình đưa ông Tuyến vòng đến sứ quán Mỹ, nhưng không vào được. Cả hai quay về văn phòng tạp chí Tham, nơi Phạm Xuân Ẩn công tác, đóng tại khách sạn công ty Năng Tan và được Tom Polga, trưởng trung tâm CIA ở Sài Gòn, nhắn tin qua nhà báo Dan Sutherland bằng điện thoại là bất cứ giá nào Trần Kim Tuyến cũng phải đến ngay tòa nhà 22 đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng, nơi CIA đặt các phòng ban trực thuộc trên ngót 8 tầng lầu. Và sân thượng tầng thứ 9 hiện đang trở thành bãi đáp để trực thăng bốc đi, với khoảng 20-30 người đứng chờ di tản, trong đó có Trung tướng Trần Văn Đôn. Khi Trần Văn Đôn lên được tầng thượng của tòa nhà, thì Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đi xa hơi cũng vừa đến. Trần Kim Tuyến đã không gặp may như Trần Văn Đôn, bởi vì những người lính gác đã đóng cổng và khóa lại. Phạm Xuân Ẩn liền phanh gấp cho xe hơi dừng lại, nhảy ra quát. Theo lệnh của đại sứ, người này tức là Trần Kim Tuyến phải được cho vào. Dầu vậy, những người lính gác vẫn khăng khăng từ chối, đẩy ra nhất định không để một ai, kể cả Trần Kim Tuyến, người có danh sách do đại tướng Martin chào đến, được lọt vào tòa nhà CIA vào lúc chiếc trực thăng cuối cùng vừa đáp xuống nóc nhà và chuẩn bị cất cánh. Phạm Xuân Ẩn với Trần Kim Tuyến vẫn còn đứng dưới đất, ngoài cổng. Rõ là tình thế có vẻ vô vọng, nhất là khi cái cổng bằng thép đang từ từ khép lại. Đột nhiên, dường như theo phản ứng khởi lên từ một năng lực tiềm ẩn, Phạm Xuân Ẩn đã chạy lại dùng tay trái chặn cổng, rồi lấy tay phải đẩy mạnh Trần Kim Tuyến với dáng người bé nhỏ chui qua cổng. Khe hở lúc đó chỉ còn khoảng chưa đầy 46 cm. Không có thời gian cho hai người ngỏ lời tạm biệt và cảm ơn. Phạm Xuân Ẩn nói chạy, cùng lúc đó, hai hàng nước mắt bỗng lan xuống gò má của ông. Trần Kim Tuyến cũng khóc và chẳng thể nói được điều gì ngoài câu tôi sẽ không bao giờ quên. Larry Bergman thuật tiếp, thang máy trong tòa nhà không hoạt động khiến Trần Kim Tuyến phải chạy bộ 8 tầng mới lên đến sân thượng, mệt muốn đứt hơi. Những người di tản cuối cùng đang bước lên trực thăng, đứng bên ngoài. Phạm Xuân Ẩn lòng dạ rối bời, lo cho Trần Kim Tuyến không lên kịp máy bay. Mãi đến khi ông nhìn thấy cánh tay của Trần Văn Đôn thò ra ngoài cửa trực thăng đang mở, để nhấc dáng người thấp bé của Trần Kim Tuyến lên theo, bấy giờ ông mới an tâm quay về. Thoát ra nước ngoài, Trần Kim Tuyến viết một lá thư nhờ Henry Cam bí mật trao cho Phạm Xuân Ẩn, bày tỏ lòng tri ân đã cứu mình qua cơn hoạn nạn. Đáp lại, Phạm Xuân Ẩn cũng bí mật hồi âm rằng ông giúp ông Tuyến ra đi vì ông biết ông Tuyến rất yêu vợ, mà vợ ông Tuyến cũng rất yêu chồng, lúc ấy bà lại đang mang thai. Nên theo lời Phạm Xuân Ẩn, ông không muốn một cháu bé mới ra đời phải bị mồ côi. Sâu xa hơn, Phạm Xuân Ẩn ghi nhận qua mối quan hệ bằng hữu với Trần Kim Tuyến trong nhiều năm, thì họ Trần vô tình đã là một trong những chính khách Sài Gòn
tạm gọi là nắm điều kiện ắt có và đủ, để góp một tay hữu hiệu giúp Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo chiến lược giữa lòng chế độ. Về phần Trần Kim Tuyến, ở nước ngoài, khi nghe giới truyền thông quốc tế đưa tin Phạm Xuân Ẩn là tướng tình báo của Cộng sản Hà Nội, ông Tuyến đã không xem đó là điều quan trọng nữa. Bởi vì tình bạn của hai người Phạm Xuân Ẩn, Trần Kim Tuyến đã vượt qua ngăn cách chính trị để vẫn còn nói được với nhau những lời dịu ngọt như chưa bao giờ có cuộc tương tàn, như vĩnh viễn đẹp tạm ví với tình không biên giới của Văn Lương. Lòng còn yêu mãi, dù ở chân mây nhờ cánh chim đem hành lý yêu em. 13. Phạm Xuân Ẩn, triệu phú thời gian. Phong anh hùng xong, Phạm Xuân Ẩn được đưa đi học một khóa bồi dưỡng chính trị vì nhiều lý do, trong đó có một phần bởi ông đã sống quá lâu với người Mỹ. Ông vẫn còn khâm phục người Mỹ dù Mỹ đã thua cuộc. Ông nói với Larry Beckman, giáo sư khoa học chính trị trường Đại học California Davis, được ông chọn để chính thức viết về những hồi ức do chính ông kể rằng: "Tôi đã sống và làm việc với người Mỹ trong thời gian rất dài. Tôi biết họ là những người tốt. Tôi chẳng có lý do gì để ghét người Mỹ, cũng giống như những người Mỹ biết tôi chẳng có lý do gì để ghét tôi," theo sách Điệp viên hoàn hảo. Những phát biểu đại khái như trên khiến Hà Nội thấy cần phải giúp Phạm Xuân Ẩn lập trình lại tư duy, nên họ đã đưa ông vào Học viện Chính trị cao cấp ở Hải Dương, gần Hà Nội, trong 10 tháng từ tháng 8 năm 1978 đến tháng 6 năm 1979, để có dịp học hỏi về chủ nghĩa Mác Lênin. Ông cũng vui vẻ nói thẳng rằng: "Tôi cần phải đến đó. Tôi hiểu nhiều về hệ thống Mỹ hơn là hệ thống này, tức là xã hội chủ nghĩa. Do vậy, tôi cần phải đọc tất cả các sách kinh điển về lối tư duy kinh tế Nga." Dù hết sức chân thành và cố gắng, nhưng sau khóa học, ông vẫn tồn đọng nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập với chế độ mới, vì chế độ mới vẫn đang còn những vấn đề nghi vấn về tướng tình báo của mình, thể hiện rõ trong mỗi lần có người bạn cũ nào ở Mỹ đến thành phố Hồ Chí Minh muốn thăm ông. Các quan chức nội vụ và ngoại vụ đều viện lẽ ông không muốn gặp hoặc là không có mặt trong thành phố, như trường hợp của Dan Sutherland 1982 và Stanley Cacnao 1981. Thực ra, ông rất muốn gặp và chẳng đi đâu xa mà đang nằm đọc sách ở Sài Gòn. Khoảng thời gian ấy, Phạm Xuân Ẩn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đảm nhận vai trò ẩm thực, tự nhận mình là một ông chồng nội trợ. Ông cũng tự chào ví mình là một triệu phú, nhưng là triệu phú thời gian bởi ông rất rảnh. Không phải là nhà nước không giao việc, nhưng mà gồm những lĩnh vực không phù hợp với tâm của ông. Ví dụ như là mời tham gia cơ quan kiểm duyệt hoặc đào tạo các nhà báo cộng sản trẻ, ông đều từ chối để suốt ngày đọc sách, nghe đài BBC và làm những việc lặt vặt cho vợ, dư thời giờ ra thì nuôi gà trọi. Mãi đến năm 1988, khi ngọn gió đổi mới đã thổi tan đi ít nhiều những đám mây mù trong quan hệ Việt Nam với Mỹ, lần đầu tiên cơ quan an ninh cho phép Phạm Xuân Ẩn gặp Bob Saplen, bạn cũ, với điều kiện có một thành viên của Bộ Ngoại giao cùng dự. Sau cuộc gặp, ông kiến nghị để mình với Bob đi ăn tối riêng tại khách sạn Majestic và được Bộ Ngoại giao đồng ý. Ông nói: "Đó là lần đầu tiên tôi được phép nói chuyện một mình với một người bạn cũ kể từ khi chiến tranh kết thúc, 13 năm sau ngày 30 tháng 4. Tôi không muốn buổi tối hôm đó tan sớm." Cái tin Phạm Xuân Ẩn được nới lỏng tiếp xúc khiến một số bạn cũ của ông liền tìm đến thăm, như là Ney, Sheehan, Stanley, các nào Robert Sam, Anson. Trong số đó, Saffer đã đặt câu hỏi khá nhạy cảm về nguyên do nào đã dẫn đến tình trạng trầm kha của cuộc cách mạng kinh tế đương thời. Phạm Xuân Ẩn đáp đại ý: "Không phải những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là những người độc ác, nhưng mà cái tác động của chủ nghĩa gia trưởng và lý thuyết kinh tế lỗi thời mà họ vẫn đeo bám đã dẫn đến những hậu quả đau lòng." Nghe vậy, Saffer mạnh dạn hỏi: "Ông có sợ về việc đã nói thẳng thắn như vậy không? Có nguy hiểm gì cho ông không?" Phạm Xuân Ẩn đáp: "Tôi công khai nói điều đó. Tôi đã quá già đến mức không thể thay đổi được nữa. Tôi đã quá già đến mức không thể im lặng được nữa." Vẫn theo Larry Beckman. Cuối cùng, Saffer hỏi Phạm Xuân Ẩn có hối tiếc điều gì về quá khứ không. Phạm Xuân Ẩn khẳng khái: "Tôi ghét câu hỏi đó. Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó cả ngàn lần. Nhưng câu trả lời còn làm cho tôi ghét hơn. Không, tôi không có gì phải hối tiếc. Tôi phải làm điều ấy. Tôi yêu nước Mỹ, nhưng Mỹ chẳng có quyền gì ở đây." Cuộc trò chuyện trên được Saffer công bố trong một tài liệu xuất bản tại Mỹ.
để sau đó nhà nước Việt Nam bắn tin với Phạm Xuân Ẩn. Cảm ơn, hãy về nhà đọc sách và giữ im lặng. Song ông vẫn không giữ im lặng. Vẫn tiếp tục nói tốt về người Mỹ khi cần. Đảng dạy tôi những điều về hệ tư tưởng. Từ người Mỹ, tôi học được những điều quan trọng khác về nghề báo và phương pháp tư duy. Đó là điều tôi muốn con trai mình cũng học được như vậy. Tôi muốn con trai tôi có bạn là những người Mỹ. Và nói thêm, suốt cuộc đời mình tôi chỉ có hai trách nhiệm. Một là nghĩa vụ của tôi đối với Tổ quốc. Hai là trách nhiệm của tôi đối với những người bạn Mỹ. Sau những phát biểu ấy, điều bất ngờ gì đã xảy đến với ông? 14. Bài báo cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn trên tạp chí Time. Đó là bài được Phạm Xuân Ẩn phát đi bằng telex từ Sài Gòn đến trụ sở chính thức của tạp chí Time ở Mỹ, New York, và Time lập tức đăng trên số báo ra ngày 12 tháng 5 năm 1975. Gần như thời điểm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đáp máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để gặp tướng Trần Văn Trà là tư lệnh quân giải phóng miền Nam, chủ tịch Ủy ban quân quản Sài Gòn Gia Định trong phòng đại yến của Dinh Độc Lập. Ở cách Dinh Độc Lập không xa lắm, Phạm Xuân Ẩn, người trải nhiều năm bí mật cung cấp tin tức và tài liệu tình báo chiến lược hữu hiệu cho tướng Giáp lẫn tướng Trà, vẫn đang ngồi một mình đăm chiêu tại khách sạn Công ty Năng Tan trong văn phòng thường trú của tạp chí Time đặt ở đó. Do Hà Nội chưa công bố danh phận điệp viên của mình nên Phạm Xuân Ẩn không tránh khỏi nhiều phiền phức bởi một số biện pháp quân quản do chính những người đồng chiến tuyến với ông gây ra. Phạm Xuân Ẩn ở tuổi 78 vào năm 2005, Phạm Xuân Ẩn lâm bệnh với 65% lá phổi không còn hoạt động bình thường và phải vào phòng cấp cứu của bệnh viện suốt 5 ngày trước khi gặp lại Larry Beckman với bình oxy để thở tại nhà. Chúng tôi đã nêu một câu hỏi là sau những nhận xét nhoáng lược của Phạm Xuân Ẩn về chủ nghĩa gia trưởng ở Việt Nam thời điểm 1990, ông gặp điều bất ngờ gì rắc rối chăng không? Ngược lại, Phạm Xuân Ẩn gặp may, đó là chữ ông dùng. Nhà nước đồng ý để con trai lớn của ông là anh Phạm Xuân Hoàng Ân qua Mỹ du học. Nếu các nhà lãnh đạo quy tội cho ông là dám công khai ca ngợi đế quốc Mỹ hoặc có vấn đề tư tưởng, một cụm từ nguy hiểm gì, lúc ấy họ đã xử lý khác đi. Vào dịp lễ tạ ơn năm 1990, mọi việc thẩm tra về an ninh đối với Phạm Ân, tức là Phạm Xuân Hoàng Ân, đã được thông qua và cháu được cấp visa sinh viên hạng F1. Những người bạn đồng nghiệp của Phạm Xuân Ẩn ở Mỹ đã quyên góp đủ tiền chi phí cho 2 năm học khoa báo chí tại trường đại học North Carolina, ước tính cần 11.000 đô cho mỗi năm. Người tự nguyện đứng ra mở chiến dịch quyên góp trên là Robert Sam Anser đã nói: Phạm Xuân Ẩn là đồng nghiệp, người thầy và là người bạn của tôi, đã cứu mạng sống của tôi trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Hàng chục nhà báo có tiếng như là Ney, Sheehan, Stanley, Cagnow, John Larson, John Apple, Mockley, Saffer, John Griffin, Bill Plant, Don Moser, Stan Cloud, Dean Brennitt, Lara Plummer, Dick Lamann đã lấy tiền riêng đóng góp cộng thêm một phần của tạp chí Time. Riêng Phạm Xuân Ẩn gửi toàn bộ tiền hưu trí của ông do tạp chí Time giả cùng với 3.000 đô la nữa để góp vào. Cũng cần phải nhắc rằng trước ngày qua Mỹ du học và thời Liên Xô chưa tan rã, Phạm Xuân Hoàng Ân được gửi vào Học viện Ngoại ngữ Minsk và Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Moscow để học tổng cộng 5 năm và ra trường với bằng tốt nghiệp hạng ưu. Chuyến du học Liên Xô thì không mấy ai ngạc nhiên, nhưng đến chuyến du học Mỹ đã thực sự gây bất ngờ lớn, kể cả với Larry Berman. Cho đến nay, tôi vẫn còn chưa hiểu được tại sao chính phủ Mỹ có thể cho người con cả của một điệp viên cộng sản lỗi lạc vào một đất nước Mỹ vào thời điểm rất khó xin visa như vậy, tức là 1990-1991. Còn tại sao Hà Nội lại cho anh Hoàng Ân đi? Phang và Phạm Xuân Ẩn có lời đáp tương tự nhau. Đó là hãy ra ơn cho ông già để xem chính phủ Việt Nam sau khi đã làm một điều tốt lớn lao như vậy, liệu có thể làm cho ông ta bớt nói đi không? Sau 2 năm học, Phạm Xuân Hoàng Ân về lại Việt Nam năm 1993 và làm việc tại Bộ Ngoại giao. 6 năm sau, năm 1999, Phạm Xuân Hoàng Ân lại sang Mỹ du học một lần nữa tại khoa luật trường đại học Duke. Trong 3 năm kế đó, giành được học bổng Fulbright vì thế mà mới được du học. Ngày 20 tháng 9 năm 2006, Phạm Xuân Ẩn qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, thọ 79 tuổi. Tháng 11 năm 2006, Phạm Xuân Hoàng Ân được chọn làm phiên dịch cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Phạm Xuân Hoàng Ân nói với Larry Bergman, cháu ước gì ba cháu có mặt ở đây để chứng kiến những giây phút này. Giọng của Hoàng Ân đôi lúc đã nghẹn lại trong buổi phiên dịch cho Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Việt Nam. Anh nhớ đến cha mình. Vâng, cha của cháu đã từng tự hào về con trai mình, nhưng cháu nghĩ chắc ông còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi các mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ đã trở nên rất thân thiết và gần với trái tim ông. Sau ngày Phạm Xuân Ẩn qua đời, hai điều đáng nhớ được Larry Bergman nhắc tới. Một là vào dịp đại sứ Mỹ Raymond sắp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam đã mời Phạm Xuân Ẩn đến dự chiêu đãi chào mừng phái đoàn ngoại giao mới và chia tay ông đại sứ. Như vài ngày trước đó, Phạm Xuân Ẩn bị một con chim ưng quý của ông mổ khiến ông không thể đi dự được, cháu Ân đại diện cho gia đình đến dự. Thấy vắng Phạm Xuân Ẩn, đại sứ Mỹ đã đích thân tìm đến nhà để tự mình nói lời tạm biệt trước ngày lên đường về Mỹ. Đại sứ phát biểu, câu chuyện và cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn thật không thể nào tin được, nhưng vượt lên trên tất cả những điều đó, Phạm Xuân Ẩn là một biểu tượng quan trọng của tình hữu nghị mới giữa hai nước chúng ta Việt-Mỹ, và con trai của Phạm Xuân Ẩn cũng là một người xuất sắc như thế. 2. Larry Bergman viết Phạm Xuân Ẩn có buổi thọ đủ để chứng kiến một chương mới mở ra trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi tin rằng cái cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn đã dừng lại ở đúng cái điểm làm cho vòng tròn được hoàn toàn khép kín, và rằng trên thực tế, ông đã trở thành một phần của quá trình hòa giải rộng lớn hơn giữa hai kẻ thù xưa. Trước ngày định mệnh dấu chấm cuối cùng trong vòng tròn được hoàn toàn khép kín ấy, Larry có dịp đến thăm Phạm Xuân Ẩn trên giường bệnh, tại nhà riêng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trò chuyện, Phạm Xuân Ẩn xin lỗi phải nằm xuống nghỉ một lúc vì mệt và thân mật mời Larry Bergman xem qua tủ sách mở của ông đặt trên các kệ gỗ. Và nhà sử học ấy tìm thấy bản gốc cuốn sổ tay địa lý Đông Dương ấn hành năm 1943 do một nhà tình báo hải quân Anh viết. Đó là cuốn sách mà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn dùng để giúp đỡ nhiều gia đình bạn bè của mình phía đối phương, tức là phía Việt Nam Cộng Hòa, chạy trốn bằng cách chỉ cho họ những dòng hải lưu và những đường biển thuận lợi để vượt biên. Larry cũng dở nhiều cuốn trên kệ sách và thấy lồ lộ cả một hồ sơ tình bạn qua loạt sách do những nhà báo đồng nghiệp của ông từ Mỹ và các nơi khác trên thế giới gửi tặng. Ở nhiều trang mở đầu, họ ghi lại lời đề tặng nồng nhiệt như của Rega, Hickey, Ney Sessan hoặc Laura Palmer, tặng Ẩn yêu quý và thân thiết của tôi, người đã hiểu rằng các chính phủ thì chỉ đến rồi đi, nhưng bạn bè thì ở lại mãi mãi. Và bóng bẩy hơn, Robert Saplen viết, tặng Phạm Xuân Ẩn, hiện tại cuối cùng rồi cũng đuổi kịp được quá khứ. Người Mỹ năm xưa lại chính thức đặt chân đến Việt Nam lần nữa. 16. Cao Thế Dung và Trần Kim Tuyến, làm thế nào để giết một Tổng thống? Tổng thống Ngô Đình Diệm tiễn đại sứ Mỹ rời Dinh Gia Long lúc gần trưa mùng 1 tháng 11 năm 1963 và quay lại phòng họp. Ông không ngờ mỗi bước đi của ông lúc đó đang nhích gần đến cái chết. Bởi chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau, lúc 13:30, tiếng súng đảo chánh bắt đầu nổ vang giữa đô thành Sài Gòn. Lực lượng quân đội nổi dậy do tướng Dương Văn Minh đứng đầu đã nhanh chóng đánh chiếm Tổng nhà cảnh sát, đài phát thanh, phi trường Tân Sơn Nhất và chấn áp hiệu quả một số ổ kháng cự trọng yếu khác. Xế chiều, họ siết chặt vòng vây phủ tổng thống, tức là Dinh Gia Long, nay là bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, số 65 Lý Tự Trọng, quận 1. Để đối phó, Tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu tìm kế trì hoãn bằng cách yêu cầu Hội đồng các tướng lãnh, danh xưng của phe đảo chánh hay còn gọi là Hội đồng quân nhân cách mạng, cử người vào phủ tổng thống thương nghị. Nhưng phía đảo chánh đã bác bỏ. Tổng thống Diệm quay sang liên lạc với đại sứ Mỹ qua điện thoại lúc 16 giờ chiều để hỏi lập trường của Mỹ thế nào trước biến động đang xảy ra. Cuộc điện đàm trên giữa Tổng thống Diệm và đại sứ Mỹ được tòa đại sứ Mỹ ghi âm, kiểm thính và chép thành văn bản lưu trữ trong hồ sơ tối mật của Bộ Quốc phòng Mỹ, tiết lộ và công bố tại Việt Nam qua bản dịch của Lan Vi, Hồng Hà và Dương Hùng, Nguyên Văn. Diệm, một vài đơn vị đã làm loạn, tôi muốn biết thái độ của nước Mỹ ra sao. Đại sứ, tôi cảm thấy không được thông báo đủ tin tức để có thể nói với ngài. Tôi có nghe tiếng súng nổ, nhưng tôi không được biết hết các sự kiện. Hơn nữa, lúc này là vào 4 giờ sáng ở Hoa Thịnh Đốn, Washington, và chính phủ Mỹ không thể nào kịp thời có một quan điểm cụ thể được. Diệm, nhưng hẳn là ngài đã có những ý tưởng khái quát. Dầu gì, tôi là một quốc trưởng. Tôi đã cố gắng làm nhiệm vụ của tôi.
Tôi muốn làm lúc này điều mà trách nhiệm và lương tri đòi hỏi. Tôi tin tưởng vào trách nhiệm trên hết. Đại sứ, ngài chắc chắn đã làm tròn bổn phận của ngài. Như tôi đã thưa với ngài hồi mới sáng nay, mùng 1 tháng 11, tôi thán phục sự can đảm của ngài và những đóng góp to lớn của ngài cho xứ sở ngài. Không một ai có thể lấy được của ngài sự tín nhiệm với tất cả những điều ngài đã làm. Bây giờ tôi lo ngại cho sự an toàn của ngài. Tôi có tin là những người có trách nhiệm trong hoạt động hiện nay, phe đảo chánh, đề nghị để ngài và bảo đệ của ngài xuất ngoại nếu ngài từ chức. Ngài có nghe thấy điều ấy chưa? Diệm chưa? Thế là đã rõ. Đại sứ Mỹ dùng ngôn ngữ ngoại giao để tế nhị, cảnh báo và đưa ra lời đề nghị Tổng thống Diệm từ chức cùng em ruột của ông là cố vấn Ngô Đình Nhu ra nước ngoài. Đoạn điện đàm trên cùng với rất nhiều bức điện gửi về Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan tình báo CIA trong vài tháng cận kề cuộc đảo chánh xác nhận thêm thái độ ủng hộ của Mỹ trong việc lật đổ Ngô Đình Diệm và được in chung trong cuốn Hồ sơ tối mật của Ngũ Giác Đài, tức là Lầu Năm Góc, Người Mỹ làm thế nào để giết chết Tổng thống Việt Nam, ấn hành tại Sài Gòn tháng 9 năm 1971. Trước đó, vào năm 1969, Cao Thế Dung và Lương Khải Minh là một bút danh của Trần Kim Tuyến, đã biên soạn xong cuốn bút ký lịch sử với nhan đề tựa tựa như tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ nói trên là Làm thế nào để giết một Tổng thống, có đoạn kể lại những giây phút cuối cùng của Tổng thống Diệm tại Dinh Gia Long. Từ khi súng nổ, Tổng thống Diệm xuống hầm thì tất cả các bộ phận đầu não đều tập trung trong căn phòng khách nhỏ hẹp của Tổng thống Diệm với một chiếc bàn tròn, một chiếc ghế bành, một chiếc tràng kỷ. Ông Nhu đi đi lại lại phía trên hành lang sâu hút của chiếc hầm. Ông Nhu vẫn đi như thế, đầu cúi thấp, từng bước chậm chậm. Buổi chiều nặng nề trôi qua, Tổng thống Diệm chăm chú nghe lời nói của ông em. Mỹ nó biểu làm thì làm, Mỹ nó cho mỗi đứa vài ngàn đô la là xong. Ông Nhu búng tàn thuốc, gương mặt chịu nặng. Đính tức là Tôn Thất Đính. Mậu tức là Đỗ Mậu, nó làm như rứa. Tổng thống Diệm lặng thinh. Khoảng 6 giờ tối, ông già ẩn mang xuống một tô cháo gà để Tổng thống Diệm lót lòng. Ông Tổng thống với cử chỉ uể oải, chán nản tột cùng, cầm thìa múc cháo, như chừng không còn đủ sức nuốt cho hết. Ông nhìn mọi người rồi bảo ông già ẩn, múc vài tô nữa cho anh em ăn với. Nhưng đây là tô cháo cuối cùng của đầu bếp Dinh Gia Long. Khoảng 7 giờ tối, ông Nhu nói với Bảo Huynh, thôi mình đi. Tổng thống Diệm quay lại hỏi, đi mô. Ông Nhu nói nhát gừng, cứ đi rồi tính. Tổng thống đứng lên nói, đi thì đi. Tổng thống Diệm sai già ẩn lên lầu lấy cặp ra, Trung úy Sung thì thu xếp hành trang cho ông Nhu. Tổng thống Diệm nói với các sĩ quan tùy viên cùng bác sĩ Đinh Xuân Ninh và Trung tá Kỳ Quan Liêm, đi một đứa thôi, đi nhiều không nên. Tất cả mọi người đều có mặt, đều có vợ con riêng, Đỗ Thọ thì còn độc thân. Đại úy Đỗ Thọ tình nguyện đi theo Tổng thống. Đại úy Thọ quay lại nói với đại úy Hoàn, Hoàn ở lại, tao độc thân đi theo cụ, nếu có chết cũng không sao. Khi già ẩn đem chiếc cặp xuống trao cho Tổng thống, nghẹn ngào, Tổng thống Diệm trao chiếc cặp ra cho Hoàn, đôi mắt ông vẫn lơ đãng xa vời. Đỗ Thọ đỡ chiếc cặp ra bước theo Tổng thống rời khỏi hầm. Chiếc xe servo loại Fugonet đậu sẵn tại sân cỏ. Tổng thống Diệm bước lên xe, theo sau là ông Nhu và đại úy Bằng. Đại úy Đỗ Thọ ngồi băng trước, ở cạnh tài xế. Tổng thống Diệm ngồi phía sau lưng lái xe và bên cạnh là ông Nhu. Xe rồ máy băng qua cửa nhỏ của dinh phía đường Pasteur rồi tiến vào sân sau tòa đô chánh. Sau đó rẽ qua phía đường Lê Thánh Tôn, chạy ngoan qua rạp Rex, rẽ tay phải đi theo ngã đường Lê Lợi trực chỉ vào Chợ Lớn theo ngã đại lộ Trần Hưng Đạo. Khi xe sắp chuyển bánh, ông Cao Xuân Vĩ, Tổng Giám đốc Thanh niên Cộng Hòa, thấy Tổng thống Diệm và ông Nhu ngồi trên sàn xe coi bộ thê lương quá, nên ông quay vào dinh lấy tấm nệm mút để Tổng thống Diệm và ông Nhu ngồi tạm. Khi mà mang nệm ra thì xe đã đi. Trước sau, anh em Tổng thống Diệm đã trở thành kẻ cô đơn trong cơn khói lửa. Sáng hôm sau, mùng 2 tháng 11 năm 1963, tướng Dương Văn Minh, lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng, phái hai cánh quân vào Chợ Lớn săn lùng, truy bắt hai ông Diệm Nhu. Cánh thứ nhất do Trung tá Phạm Ngọc Thảo, điệp viên của Hà Nội đến bao vây, lục soát nhà Mã Tuyên. Vì sao CIA quyết định loại bỏ Tổng thống Ngô Đình Diệm? Trả lời, một trong những lý do khiến CIA loại bỏ Ngô Đình Diệm là vì ông ta chống lại việc đưa quân Mỹ vào Việt Nam.
Lời đáp đó được Phạm Xuân Ẩn ghi vào bản phân tích gửi ra Hà Nội về Đào Chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Hơn 30 năm sau, nhận định trên của Phạm Xuân Ẩn được cựu điệp viên CIA hoạt động nhiều năm tại Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia là Sedgwick Thorisson xác nhận qua cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật như sau. Tổng thống Diệm muốn nhận được viện trợ của Mỹ nhưng lại không muốn quân đội Mỹ có mặt ở Việt Nam. Ông Diệm sợ rằng nếu lực lượng bộ binh của Mỹ vào Nam Việt Nam thì quân Trung Cộng, tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có thể nhảy vào phía Bắc, sẽ làm bùng nổ chiến tranh trên quy mô lớn và đổ máu triền miên. Song khi ấy, năm 1963, Hà Nội chưa tin hoàn toàn vào phân tích trong báo cáo trên của Phạm Xuân Ẩn. Không ít vị ở Trung ương cho rằng sau ngày loại bỏ Ngô Đình Diệm thì Mỹ sẽ tìm cách rút khỏi Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn đã phá lên cười và nói rằng không có chuyện ấy đâu. Người Mỹ sắp kéo vào đấy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với một cuộc chiến tranh lớn, theo Larry Bergman. Thực tế xảy ra đúng với lời Phạm Xuân Ẩn báo trước. Phạm Xuân Ẩn cũng biết bên Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến đã có Phạm Ngọc Thảo, người bạn thân của ông cũng đang hoạt động tình báo cho Hà Nội. Phạm Ngọc Thảo là trung tá thời điểm năm 1963. Phạm Ngọc Thảo là người có uy tín và có thực lực trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cùng với người chỉ huy trực tiếp của mình là tướng Trần Thiện Khiêm chủ trương chỉ thay đổi cơ cấu của chế độ Ngô Đình Diệm, chứ không giết chết ông Diệm. Nên khi tiếp quản Dinh Gia Long và vào Chợ Lớn lục soát nhà Mã Tuyên, đều không thấy hai anh em ông Diệm Nhu ở hai nơi đó, Phạm Ngọc Thảo thốt lên, nguy rồi. Nguy ở đây là nguy cho tính mạng hai ông Diệm Nhu. Bởi lẽ, trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng, phe đảo chính có hai khuynh hướng. Một là nhổ cỏ tận gốc, tức là phải giết hai ông Diệm Nhu để trừ hậu họa. Hai là vẫn giữ Ngô Đình Diệm làm Tổng thống trên danh nghĩa, thay đổi thực chất cơ cấu chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, dân chủ hóa và cởi mở ngoại giao với Hà Nội hơn, đồng thời đưa Ngô Đình Nhu ra nước ngoài. Trung tá Phạm Ngọc Thảo cùng với một số lãnh đạo trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng, trong đó có tướng Trần Thiện Khiêm, nghiêng về chủ trương thứ hai, muốn đưa cả hai ông Diệm Nhu vào một địa điểm an toàn để xúc tiến phương án đã định. Nhưng việc lỡ làng khi Phạm Ngọc Thảo đến nhà Mã Tuyên sáng sớm, mùng 2 tháng 11 năm 1963, lúc hai ông Diệm Nhu đã rời khỏi đó vào 5 giờ 15 phút sau một đêm thức trắng. Mã Tuyên là ai? Mã Tuyên là bang trưởng của 11 bang người Hoa ở Chợ Lớn. Ông tạo được ảnh hưởng mạnh đối với các bang hội của người Hoa trên toàn miền Nam Việt Nam. Vì thế, người Hoa gọi Mã Tuyên là Kiều Lãnh. Mã Tuyên được Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội của Phủ Tổng thống là bác sĩ Trần Kim Tuyến dàn xếp để Sở Cảnh sát đặc biệt không làm phiền hà trong công cuộc kinh tế tài chính thời ấy của Mã. Đổi lại, Trần Kim Tuyến đề nghị Mã Tuyên góp công, vận động cho liên danh Ngô Đình Diệm, Nguyễn Ngọc Thơ được thắng cử. Nên hai ông Diệm Nhu tin cẩn Mã Tuyên. Đêm mùng 1 tháng 11 năm 1963, ra khỏi Dinh Gia Long, họ đã chạy về ở ẩn trong nhà Mã Tuyên. Đêm đó, mượn chữ của nhà văn Lê Tất Điều để nói là đêm dài một đời của bang trưởng Mã Tuyên. Quả thực như vậy, đến sáng hôm sau mùng 2 tháng 11, vì bị ghép tội trước mắt chứa chấp hai anh em nhà họ Ngô, Mã Tuyên đã thực sự bước vào một cuộc đời khác đầy lao lý đón chờ ông ở ngay ngưỡng cửa nhà riêng. Bởi từ đó, trải gần 4 năm qua nhiều trại giam, từ Khám Chí Hòa cho tới Côn Đảo. Cũng từ mùng 2 tháng 11, một số nhật báo Sài Gòn thổi phồng, phóng đại nhiều chuyện động trời khi nhắc đến Mã Tuyên. Xem ông là một tay kinh tài khét tiếng cung cấp tài chính để Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu củng cố chế độ gia đình trị và đàn áp Phật giáo. Thế nên, họ đã tịch biên gia sản của Mã Tuyên và công khai đem ra bán đấu giá. Một số người Hoa hào hiệp đã góp tiền mua lại các món đồ quý bị phát mại đó, rồi âm thầm tìm cách trao lại cho gia đình Mã Tuyên đang cơn tan nát. Mã Tuyên có 4 người vợ chính thức với 20 người con, bị ảnh hưởng nặng nề sau đêm tai bay vạ gió đó. Đêm ấy, Mã Tuyên đã trả nghĩa cho Ngô Đình Diệm như thế nào? Việc liên quan đến đại sứ Trần Văn Lắm, người đã thay mặt chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ký vào Hiệp định ngừng bắn Paris năm 1973 và là người sinh ra ở Chợ Lớn, đã từng lên tiếng phủ nhận nguồn tin của các mật báo viên trà trộn trong đám giang hồ Mã Thầu Dậu tung ra rằng Mã Tuyên là cán bộ kinh tài cho Trung Cộng thời ấy. Thực hư như thế nào? 18.
đại sứ Trần Văn Lắm và những vết lăn trầm của Mã Tuyên. Tổng nha cảnh sát Sài Gòn mở cuộc điều tra khẩn cấp để thẩm định hồ sơ mật báo về hai Hoa Kiều, Mã Tuyên là bang trưởng và Phú Lâm Anh, chủ nhà hàng Mỹ Cảnh, nằm trong đường dây kinh tài bí mật của Cộng sản thuộc Đảng bộ Sài Gòn Chợ Lớn. Cả hai người, Mã Tuyên và Phú Lâm Anh, bị Tổng Nha đưa giấy triệu tập thẩm vấn và giao cơ quan an ninh nơi cư trú theo dõi ngày đêm. Hùa theo đó, đám giang hồ Mã Thầu Dậu đến tận nhà họ, quấy rầy đòi phải cung ứng tiền này tiền nọ để giải tỏa sự vụ. Đường cùng, hai người cầu cứu với một nhân vật có thế lực dưới trào Ngô Đình Diệm là đại sứ Trần Văn Lắm, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa từ 1969 đến 1973. Tuy sinh ra ở Chợ Lớn, nhưng mà ông Trần Văn Lắm lại tiến thân trên lộ trình tri thức từ Viện Đại học Đông Dương ở Hà Nội khoa Dược, tốt nghiệp năm 1939 lúc 26 tuổi. Trở thành Chủ tịch Quốc hội lập hiến của Việt Nam Cộng Hòa từ 1956 đến 1957, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Ngân hàng Công Thương từ 1964 đến 1967 và là trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Hội nghị Paris 1973. Dưới triều Ngô Đình Diệm, ông được tin dùng và thân cận với người đứng đầu tình báo phủ Tổng thống là Trần Kim Tuyến và đứng ra cam kết với Trần Kim Tuyến là hai người Hoa, Mã Tuyên và Phú Lâm Anh, không phải là Cộng sản Nam Vùng. Trần Kim Tuyến tin lời, lập tức gọi viên Chánh sở Cảnh sát đặc biệt và Phủ Tổng thống yêu cầu chấm dứt ngay những biện pháp bao vây và điều tra quấy nhiễu an ninh chính trị đối với Mã Tuyên và Phú Lâm Anh. Được chỉ thị trực tiếp của Giám đốc Tình báo Phủ Tổng thống nên viên Chánh sở Cảnh sát giám giáp thi hành mà không cần thắc mắc hoặc tìm hiểu lý do của mệnh lệnh. Ông ta trực tiếp buộc Đô trưởng Nội an Sài Gòn và Mật vụ quận 5 chấm dứt điều tra gây phiền phức cho Mã Tuyên và Phú Lâm Anh. Nhờ vậy, cả hai cự phú người Hoa ấy được yên ổn làm ăn. Từ đó cho đến ngày đảo chính, Mã Tuyên chỉ gặp Trần Kim Tuyến một lần duy nhất trong cuộc vận động bầu cử năm 1961 và về sau được đề cử làm thủ lĩnh Thanh niên Cộng hòa vùng Chợ Lớn quận 5. Và việc tham chính của Mã Tuyên cũng chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn đó. Với Ngô Đình Diệm, Mã Tuyên đại diện Hoa Kiều tại Chợ Lớn và miền Nam vào dinh độc lập chúc mừng Quốc Khánh vào 26 tháng 10 hàng năm để được bắt tay với Tổng thống rồi ra về. Với Ngô Đình Nhu, Mã Tuyên chưa hề gặp mặt. Nên đêm mùng 1 tháng 11 năm 1963 là lần đầu tiên gia đình Mã Tuyên được đón tiếp anh em Tổng thống Diệm trong cơn lốc thời thế. Trần Kim Tuyến cùng với Cao Thế Dung qua cuốn Làm thế nào để giết một Tổng thống đã viết là nếu mà giả sử là Mã Tuyên cam tâm phản bội thì ông ta chỉ cần cho vợ con đi cấp báo với phe đảo chính. Tất nhiên anh em ông Diệm sẽ không còn phương thế nào để chống đỡ và anh em ông tất đã bị phe đảo chính bắt ngay vào đêm mùng 1 tháng 11 năm 1963. Song, gia đình Mã Tuyên không đáng tâm như vậy. Ngược lại đã đón tiếp Tổng thống Diệm với tất cả lòng cung kính. Mã Tuyên đưa anh em ông Diệm lên trú tại căn phòng khang trang nhất trên lầu, rồi bảo vợ con và tất cả người nhà lui xuống bên dưới tầng trệt. Không ai được phép lai vãng lên đó. Đêm ấy, Mã Tuyên thức trắng để tự tay nấu nước pha loại trà quý nhất cho Tổng thống uống và bưng lên những thức ăn ngon mà không hề hay biết. Một ngày sau đó, cả gia tài cơ nghiệp nhà Mã Tuyên bị sụp đổ tan tành. Gần sáng, Ngô Đình Nhu đề nghị Ngô Đình Diệm thực hiện giải pháp tình thế để thoát vòng vây của quân nổi dậy bằng cách chia nhau hai người đi hai ngả. Ngô Đình Nhu sẽ cải trang thành dân thường để len lỏi chạy lên vùng hai chiến thuật, nương vào lực lượng của tướng Nguyễn Khánh để lật ngược thế cờ. Ngô Đình Diệm sẽ đến vùng 4 tập hợp lực lượng phản công. Nhưng Ngô Đình Diệm không bằng lòng, bảo là anh em sống chết có nhau, không được rời nhau. Vì thế rạng sáng, hai ông thay quần áo, bận com lê, lên chiếc xe Land Rover đến nhà thờ cha Tam do đại úy Thọ lái. Hồi ký Đỗ Thọ, ấn hành 1970 bởi cơ sở xuất bản Hòa Bình kể lại. Lúc ấy, trong nhà thờ cha Tam, đèn nến đã sáng trưng. Có lẽ buổi lễ đầu sắp sửa đến, Tổng thống Diệm và ông Nhu quỳ xuống ở hàng ghế đầu. Tôi, tức là Đỗ Thọ, đứng ở đằng sau lưng đúng với vị trí thường tình của một sĩ quan tùy viên. Tổng thống Diệm, ông Nhu và tôi theo chân cha xứ vào bên trong. Tổng thống nói với cha xứ là đến đây quá đường đột phiền cha, nên sẽ đi nữa, chứ không lưu lại làm liên lụy khổ sở cho nhà thờ. Cha xứ trả lời là Tổng thống đừng nghĩ điều đó. Nhà thờ là nước chúa, ai đến cũng được, đâu phải riêng Tổng thống.
Tổng thống và ông cố vấn yên tâm ở lại đây, đừng ra đi, lắm phần nguy hiểm. Tiếp đó, Linh Mục Jin ở nhà thờ Cha Tam tìm mọi cách thuyết phục để hai anh em Tổng thống không nên gặp các tướng lãnh chỉ huy cuộc đảo chính. Cuộc đối thoại được ghi lại qua làm thế nào để giết một Tổng thống, nguyên văn như sau. Linh Mục Jin: Tổng thống và ông cố vấn không nên e ngại, tôi sẽ làm tất cả khả năng của tôi. Tổng thống và ông cố vấn ra đi lúc này vô cùng nguy hiểm. Tổng thống Diệm: Cảm ơn cha, tôi thấy không có gì nguy hiểm cả. Cá nhân tôi dâng trọn cho Ý Chúa và mẹ Maria, nhưng tôi vẫn còn là nguyên thủ quốc gia, tôi còn trách nhiệm với dân. Linh Mục Jin: Xin Tổng thống và ông cố vấn nghĩ lại, chính tôi sẽ đưa Tổng thống và ông cố vấn đến một nơi an toàn nhất. Linh Mục Jin có đề nghị Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu, nếu không muốn tị nạn trong tu viện hoặc trong nhà thờ, thì cha Jin sẽ tìm cách tốt nhất để đưa hai ông đến tị nạn tại Tòa Đại sứ Pháp hoặc Đại sứ Trung Hoa. Tổng thống Diệm từ chối lần cuối: Xin cảm ơn cha, tôi không có tội gì với quốc dân và quốc gia này, tôi không thấy có lý do gì phải lẩn tránh. Cuộc đối thoại chưa dứt, Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã tung cánh quân thứ hai do tướng Mai Hữu Xuân, nguyên giám đốc nhà an ninh quân đội, đại tá Dương Ngọc Lắm và đại úy Nguyễn Văn Nhung, là tùy viên của tướng Dương Văn Minh từ năm 1955, cùng một số sĩ quan khác dẫn đầu ào đến nhà thờ. Chiếc xe tăng cồng kềnh M113 tiến vào, rú lên những âm thanh ghê rợn. Rồi 2-3 chiếc khác tiếp theo, xe jeep, và còn một vài chiếc nữa đậu ở phía ngoài đường. Họng súng chĩa vào phía trong nhà thờ, như sẵn sàng nhả đạn. 19. Ngô Đình Nhu vạch kế hoạch phản đảo chính mang biệt danh Bravo 1 và 2. Nếu kế hoạch phản đảo chính của Ngô Đình Nhu thành công, sẽ có một cuộc tắm máu. Trong đó, một số người Mỹ cũng như người Việt sẽ bị giết chết, theo Robert Saplin. Lẽ ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm xảy ra hồi tháng 8 hoặc cuối tháng 10 năm 1963 nhưng bất thành, bởi các đầu mối tình báo của Ngô Đình Nhu phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong quan hệ giữa các tướng lãnh Sài Gòn với Tòa Đại sứ Mỹ, đặc biệt là các tài liệu liên quan đến âm mưu lật đổ. Nhận báo cáo, Ngô Đình Nhu tương kế tự kế, bí mật cùng với các tướng lãnh tâm phúc phác thảo kế hoạch đảo chính giả để tiêu diệt đảo chính thật. Theo đó, vài ngày sau lễ quốc khánh 26 tháng 10 năm 1963, tướng Tôn Thất Đính, tư lệnh quân đoàn 3, đang nắm giữ lực lượng quân đội chính quy trong khu vực thủ đô, sẽ cùng đại tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt, được phép hoạt động ngoài tầm kiểm soát của Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa, kết hợp liên minh phòng vệ phủ tổng thống trung thành với hai ông Diệm Nhu, sẽ bắt tay thực hiện chiến dịch mang tên Bravo qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, để đánh lừa người Mỹ và các tướng đang mưu toan đảo chính, đại tá Tung, tức là Lê Quang Tung, sẽ gửi một vài đơn vị của ông, tức là lực lượng đặc biệt, ra khỏi Sài Gòn, nói là đi hành quân. Trong khi đó, các lực lượng trung thành khác cùng với các đơn vị thiết xa, thiết giáp sẽ bí mật bố trí quanh thành phố Sài Gòn. Rồi bất thần, các đơn vị cảnh sát và những toán phá rối làm ra vẻ chống Diệm để tạo một cuộc nổi dậy giả, tức là đảo chính giả. Hai ông Diệm Nhu ngay trong giờ đầu hành động sẽ ra Vũng Tàu, nơi đây sẽ đặt sẵn một bộ chỉ huy có đầy đủ phương tiện liên lạc. Hai ông làm như thế đã thoát được một cuộc nổi dậy. Một chính phủ cách mạng giả hiệu ở Sài Gòn sẽ ra tuyên cáo về chương trình mới, và một vài tù nhân chính trị có tiếng tăm sẽ được thả ra khỏi nhà tù. Những toán rũ đãng khác được chiêu mộ, khi ấy sẽ bắt tay vào hành động và sẽ có một cuộc tắm máu. Giai đoạn 2, Bravo 2. Trong vòng 24 giờ để tái lập trật tự, các tướng Tôn Thất Đính, Huỳnh Văn Cao sử dụng quân đội của họ quanh Sài Gòn sẽ tấn công chiếm, giả vờ như tái chiếm thành phố. Giai đoạn 2 này của cuộc đảo chính giả gọi là Bravo 2. Và cuối cùng, hai ông Diệm Nhu sẽ trở về từ Vũng Tàu như những vị anh hùng. Nhưng cuộc tắm máu như Robert Spalane nhắc đến đã không xảy ra vì kế hoạch Bravo phá sản, do một mắt xích quan trọng trong hàng ngũ tướng lĩnh trung thành với Diệm Nhu là tướng Tôn Thất Đính đã ngả sang phía Hội đồng Quân nhân Cách mạng phe đảo chính vào những ngày cuối. Nên khi bị bao vây, hai ông Diệm Nhu liên lạc điện thoại với tướng Tôn Thất Đính nhưng tướng Đính không trả lời. Quân đảo chính tiến chiếm Dinh Gia Long và bao vây nhà thờ Cha Tam vào mùng 2 tháng 11 năm 1963. Trần Kim Tuyến cùng với Cao Thế Dung đã tường thuật tiếp. Khi chiếc xe tăng M113 tiến vào nhà thờ, hai anh em ông Diệm vẫn còn đang đọc kinh.
Đối với đời sống tôn giáo như Thiên Chúa giáo, thì hai anh em ông Diệm đã làm tròn phép đạo trước khi lìa trần. Lúc ấy, ông Diệm vẫn bình thản đọc kinh. Ông Nhu có vẻ bồn chồn đứng lên trước và quay nhìn về phía hướng cửa chính. Ở hướng đó, một viên sĩ quan của phía đảo chính từ dưới thềm bước lên, đưa tay mở rộng cửa. Nhật ký Đỗ Thọ ghi: họ đẩy mạnh ông Nhu xuống sân nhà thờ, Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi và cha Gen theo sau. Trong khi đó, trục máy của chiếc 113 buông thả cửa xe, lính đảo chính đẩy ông Nhu lên xe. Ông Nhu cự nữ quay lại nửa người và đưa Tổng thống Diệm lên trước. Tôi chạy đến trao chiếc cặp da, chiếc ba to cho Tổng thống. Nhưng Đại úy Nhung đã giật lấy những món này. Đồng thời, họ không cho phép tôi đến gần Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi đứng lại nhìn. Cửa sau chiếc M113 đóng lại. Tôi không thể ngờ đó là nơi an nghỉ của Tổng thống Diệm trong quan tài bọc sắt. Đến cổng xe lửa đường Hồng Thập Tự, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đột nhiên đoàn xe dừng lại. Trần Kim Tuyến dẫn báo công luận số 882 ngày 26 tháng 11 năm 1970 tường thuật. Đại tá Lắm ngồi với Thiếu tướng Mai Hữu Xuân trong một chiếc xe Jeep chạy giữa đoàn. Thấy đoàn xe bất thần dừng lại, ông không biết chuyện gì nên đã thét vào máy truyền tin: ai cho lệnh các anh ngừng lại? Tiếng quân nhân trên thiết giáp đi đầu trả lời: thưa đại tá, kẹt xe lửa. Có một chuyến xe lửa sắp chạy qua, cổng rào đã kéo xuống. Đại tá Lắm à một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với Thiếu tướng Xuân. Chừng vài phút sau, giữa tiếng chuyển động ầm bầm của chuyến xe lửa chạy qua, ông nghe mơ hồ có nhiều tiếng súng nổ, nhưng hỏi phía trước không có một báo cáo nào cho ông biết chuyện gì bất ngờ xảy ra. Đó là tiếng súng của Đại úy Nhung. Đại úy Nhung đã bất thần từ chiếc xe Jeep đi kèm nhảy qua chiếc thiết vận xa, khẩu rulo ngắn nòng đã được rút ra khỏi vỏ và ông đã nhả đạn. Sau đó, dùng dao kết liễu đời hai ông Diệm Nhu, hai nhân vật đầu não của chế độ nằm xuống, vĩnh viễn nằm xuống, không một phản ứng nhỏ nhoi nào. Nhà báo quốc tế Robert Saplen rất thân thiết với Phạm Xuân Ẩn và là tác giả đã thông tin về kế hoạch phản đảo tránh Bravo của Ngô Đình Nhu, đưa ra một số luận cứ để cho rằng Đại úy Nhung có thể đã ra tay hạ sát theo lệnh của tướng Dương Văn Minh. Có một số giả thuyết khác nữa. Song dẫu thế nào thì rõ rệt nhất là những viên đạn đó được chế tạo tại Hoa Kỳ. Nếu Đại úy Nhung cầm súng nảy cò thì ông ta cũng là người thi hành lệnh cấp trên. Một đại úy như Nhung, dù là sĩ quan tùy viên của Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng tướng Dương Văn Minh, ông ta cũng chưa thể điên đến mức độ tự mình bắn hai anh em Tổng thống Diệm. Theo Trần Kim Tuyến, Cao Thế Dung, làm thế nào để giết một tổng thống? Đài phát thanh Sài Gòn loan tin anh em ông Diệm và ông Nhu đã tự sát. Song tài liệu lưu trữ đến nay cho biết phản ứng của Khâm sứ Tòa Thánh Sài Gòn là bác bỏ ngay nội dung của bản tin trên, bởi đối với người công giáo không được phép tự sát vì đó là trọng tội đối với Thượng Đế và sẽ mất hết mọi ân phước. Một người công giáo như ông Diệm thì chuyện này, tức là chuyện tự sát, không thể xảy ra. Dư luận cho rằng cái chết của ông Diệm Nhu đến nay tuy không còn là một điều bí mật, song có quá nhiều những chi tiết mâu thuẫn nhau. Và đằng sau hai cái chết ấy là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, được tiết lộ qua hồ sơ tối mật của Ngũ Giác Đài với nguyên văn các tài liệu dính dấp đến Tổng thống Kennedy, Phó Tổng thống Johnson, Ngoại trưởng Rush, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Giám đốc Cơ quan CIA và Phụ tá đặc biệt Tham mưu trưởng Liên quân đặc trách chống phản loạn của Mỹ. Nhưng mà những tài liệu ấy dính dấp đến họ như thế nào? 20. Cái chết của hai anh em ông Diệm Nhu qua hồ sơ tối mật của Lầu Năm Góc. Xác Tổng thống Diệm được khiêng ra khỏi chiếc xe bọc thép và bị đặt nằm trơ vơ dưới đất. Viên hạ sĩ quan trên chiếc M113 ấy nhảy xuống, lặng lẽ rút chiếc khăn tay trong túi mình đắp lên mặt ông Diệm, như chừng để người chết đỡ phải trơ trọi dưới nắng. Có lẽ chiếc khăn tay kia là vật an ủi duy nhất dành cho linh hồn của người mới qua đời vào những phút xa cơ, máu chưa khô hẳn. Lúc sống, không mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt người chết đó, tức là ông Diệm. Ngay những viên chức thuộc hàng cao cấp nhất của Dinh Gia Long, khi ôm hồ sơ đến trình Tổng thống, cũng phải đầu cúi ngó mũi dày, chưa dám đường đột ngẩng lên vội.
Cụ Vương Hồng Sể đã quan sát và ghi lại như vậy qua lần gặp Tổng thống Diệm để thẩm định đồ cổ tại Dinh Gia Long. Đọc chi tiết trong Vương Hồng Sể, hơn nửa đầy hư. Nằm cạnh xác ông Diệm, dưới cột cờ của Bộ Tổng Tham mưu là xác ông Ngô Đình Nhu. Há hốc, mắt nhắm, máu ở miệng trào ra hai bên mép và máu ở cổ đã trở thành đen. Theo Trần Kim Tuyến và Cao Thế Dung, làm thế nào để giết một Tổng thống? Hai ông nằm hưu quạnh giữa trời hơn 8 tiếng đồng hồ, từ trưa đến lúc sập tối, tức là từ 11h15 đến 19h30 mới chuyển đi nơi khác. Trong quãng thời gian đấy, lực lượng phòng vệ nhận lệnh thiết lập hàng rào sắt, đề phòng dân chúng đang quá đỗi phấn khích về cuộc đảo chính thành công có thể kéo đến cướp xác. Cũng ngăn cấm tuyệt đối các nhà báo đến chụp ảnh đưa tin. Chỉ có các tướng lĩnh của Hội đồng Quân nhân đảo chính mới được lai vãng quanh hai xác chết. Xong, ngay giữa trưa gần giờ ngọ ngày hôm đấy, mùng 2 tháng 11, trong tử địa vắng lặng đó xuất hiện bóng dáng của Trung tá Lucien Conan của CIA bước đến, lật chiếc khăn tay lên để nhận diện tử thi. Khi xác định hai xác chết nằm dưới cột cờ là Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu, Conan điện ngay về tòa đại sứ để đại sứ Mỹ biết tin tức mới nhất về số phận Diệm Nhu bằng một cách nói mật khẩu đầy ẩn ý. Mùa thu thì lá phải bay thôi. Tòa đại sứ hiểu ngay Diệm Nhu đã bị thanh toán và tức tốc thảo bản tin gửi về Nhà Trắng, hân hoan vì cuộc đảo chính đã thành công mỹ mãn về mọi phương diện. Xong, Tổng thống Kennedy choáng váng, đã tái mặt đi và bước ra khỏi phòng họp để trấn tĩnh lại khi biết tin ông Diệm Nhu bị bắn chết. Cô bài kể và ghi tiếp là ngay ngày hôm ấy, mùng 2 tháng 11 năm 1963, rơi vào ngày lễ của những người chết theo lịch của Công giáo. Tổng thống Kennedy triệu tập cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh Quốc gia, thông báo nội dung bức điện của Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn và không mấy ai có mặt tán thưởng nội dung trên. Chỉ một người đánh giá cao thành tích ngoạn mục của Đại sứ Mỹ là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trong quá khứ, theo William Conby, khi Kennedy nghe một người bạn kết tội Diệm Nhu là hai tên bạo chúa, Kennedy đã đáp, không, họ ở trong một hoàn cảnh khó khăn và họ đã làm hết sức mình cho đất nước họ. Nhưng bây giờ ông biết mình đang phải đương đầu với một vấn đề nghiêm trọng, bởi chính là chính phủ ông đã ủng hộ cho cuộc đảo chính. Theo William Conby, một chiến thắng bị bỏ lỡ. William Conby viết, tối hôm đó Conby mời vợ chồng Notting, cựu đại sứ Mỹ ở Nam Việt Nam, và vợ chồng Richardson, cựu trưởng văn phòng CIA tại Sài Gòn, tới dự bữa cơm kéo dài đến tận khuya. Có lẽ đó là buổi túc trực đêm bên người chết duy nhất của người Mỹ dành cho hai anh em Diệm Nhu. Và những người có mặt đều kinh ngạc khi biết chính phủ Mỹ góp phần trực tiếp vào việc lật đổ Diệm và cái chết của ông ta. Dưới đây gồm một số trích dẫn tiêu biểu từ cuốn Hồ sơ tối mật của Ngũ Giác Đài, Người Mỹ làm thế nào để giết Tổng thống Việt Nam, theo bản in bằng chữ đúc chì, dày 220 trang. Bản nghiên cứu của Lầu Năm Góc xác định rằng, bắt đầu từ tháng 8 năm 1963, chúng ta đã nhiều lần cho phép, chấp thuận và khuyến khích những cố gắng đào chính của các tướng lĩnh Việt Nam và dành sự yểm trợ hoàn toàn cho một chính phủ kế tiếp sau chế độ Diệm. Hồi tháng 10 năm 1963, chúng ta đã cắt viện trợ cho Diệm và duy trì sự tiếp xúc kín đáo với họ, tức là các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa chống Diệm. Ngày 10 tháng 7 năm 1963, nội dung bản đánh giá tình báo quốc gia số 53-263 dự đoán, cuộc khủng hoảng Phật giáo ở miền Nam Việt Nam làm nổi bật và gia tăng sự bất mãn lan rộng từ lâu với chế độ Diệm. Những xáo trộn và cơ hội của một cuộc đảo chính hay cuộc mưu sát nhằm vào ông Diệm sẽ có thể thuận lợi hơn bao giờ hết. Ngày 25 tháng 8 năm 1963, Đại sứ Mỹ phúc đáp nhanh về Washington, đề nghị chúng ta đi thẳng với các tướng lĩnh mà không cho Diệm biết. Cùng ngày, thư của Bộ Ngoại giao Mỹ do Ngoại trưởng Gokebon ký gửi đại sứ. Nước Mỹ không dung dưỡng vai trò đầy thế lực của ông Nhu và bà vợ của ông, tức là Trần Lợi Sân, lâu hơn nữa. Đồng thời xác định ủng hộ tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đến cùng trong các hành động của ông nhằm đạt các mục tiêu lật đổ Diệm. Trước cuộc đảo chính một hôm, tức là 30 tháng 10 năm 1963, từ Washington, Bundy, phụ tá Tổng thống Kennedy, đặc trách an ninh quốc gia, điện trả lời đại sứ Mỹ nhấn mạnh, vì quyền lợi của nước Mỹ, cuộc đảo chính phải thành công. Nếu thất bại, tòa đại sứ Mỹ và các cơ quan liên hệ khác của Mỹ
sẽ mở rộng cửa đón các tướng lĩnh chống chế độ Diệm vào tị nạn chính trị. Người Mỹ mỗi ngày chi ra 1 triệu đô la thời 1963 cho Việt Nam Cộng Hòa không thể để kịch bản Sài Gòn rơi vào tay kẻ khác. Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, bất ổn chưa từng thấy làm nghiêng ngả chính trường Sài Gòn với 6 chính phủ liên tiếp thay thế nhau cầm quyền chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Từ 1963 đến 1967, được cuốn Lược sử lập nghiệp Việt Nam của Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa nêu rõ thời hạn của từng chính phủ lên rồi xuống theo nhịp độ đổ quân của Mỹ vào miền Nam Việt Nam. 1. Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ từ ngày 4 tháng 11 năm 1963 đến 30 tháng 1 năm 1964. 2. Chính phủ Nguyễn Khánh từ 8 tháng 2 năm 1964 đến 26 tháng 10 năm 1964. 3. Chính phủ Trần Văn Hương từ 31 tháng 10 năm 1964 đến 27 tháng 1 năm 1965. 4. Chính phủ Nguyễn Xuân Oánh từ 28 tháng 1 năm 1965 đến 16 tháng 2 năm 1965. 5. Chính phủ Phan Huy Quát từ 16 tháng 2 năm 1965 đến 12 tháng 6 năm 1965. 6. Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ 19 tháng 6 năm 1965 đến 9 tháng 11 năm 1967. Trong bối cảnh đó, hàng loạt các cuộc đảo chánh nổ ra. Làm rung chuyển Sài Gòn là cuộc nổi dậy ngày 19 tháng 2 năm 1965 đánh chiếm căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, Đài Phát thanh Quốc gia và nhiều cứ điểm quân sự trọng yếu trên địa bàn Sài Gòn, dẫn đến phiên tòa quân sự mặt trận tuyên án tử hình vắng mặt Thiếu tướng Lâm Văn Phát và Đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo. Đại tướng Nguyễn Khánh cầu cứu Nguyễn Cao Kỳ trong cơn nguy ngập. Nguyễn Khánh bị lên án là tác nhân chủ chốt của những khủng hoảng chính trị và rối ren xã hội đương thời. Ông thâu tóm quyền hành, làm thủ tướng, rồi chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chủ tịch Việt Nam Cộng Hòa, đại tướng Tổng tư lệnh quân đội. Để chống lại khuynh hướng độc tài độc trị của ông, cuộc chính biến ngày 19 tháng 2 năm 1965 nổ ra muốn bắt giữ ông. Ông chưa biết chạy về đâu vì nhiều nẻo đường đã bị quân đảo chính của Phạm Ngọc Thảo và Lâm Văn Phát trấn giữ. Trong lúc bối rối, ông điện thoại liên lạc với Thiếu tướng Không quân Nguyễn Cao Kỳ, báo để ông Kỳ biết. Hiện có nhiều xe tăng và binh sĩ đột ngột xuất hiện giữa Sài Gòn và ông phải chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất để nhờ đến ông Kỳ. Khi nhận được điện thoại của ông Khánh là lúc ông Kỳ đang đánh bài mặt trược với các viên phi công dưới quyền, ông Kỳ vội vàng đứng lên, dục các phi công trên phải trở về ngay phi đoàn lấy máy bay để bay lên quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra. Thật bất ngờ, mới bước khỏi nhà, họ đã quay lại nói với ông Kỳ là họ không thể chạy đến các máy bay của họ được, vì quanh phi trường chỗ nào cũng có xe tăng đang vây giáp. Nghe vậy, Nguyễn Cao Kỳ nhảy lên chiếc xe Jeep tự lái đi, xem xét tình thế ra sao. Ra tới cổng, ông Kỳ đã gặp ông Khánh chờ tới trên chiếc Mercedes có cắm cờ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu. Ông Khánh nói đại ý, Phát tức là Thiếu tướng Lâm Văn Phát và Thảo, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, đã động binh tạo phản, đang hầu như làm chủ tình hình ở Sài Gòn từ 11 giờ trưa hôm đó, tức là ngày 19 tháng 2 năm 1965. Rồi hỏi ông Kỳ, anh có cách nào đưa tôi ra khỏi đây không? Chắc tôi không thể nào làm được, mấy phi công của tôi đã không thể cất cánh. Khánh nài nỉ Kỳ hãy cố giúp mình, đi bất cứ đâu miễn chúng ta đi khỏi chỗ này. Nguyễn Cao Kỳ đáp, thôi được, nếu cần thì chúng ta nên đi mau. Nói xong, ông Kỳ bảo ông Khánh hãy bỏ chiếc Mercedes lại để nhảy lên xe Jeep với Kỳ, cùng nổ máy chạy đến phía sau một ngôi nhà có để sẵn máy bay theo một lối đi riêng, nơi mà lúc nào cũng có một chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi chạy nhanh tới đó, tránh không cho binh sĩ của Phát trông thấy, và các binh sĩ này hình như cũng không tiến sâu hơn nữa vào trong căn cứ không quân. Nguyễn Cao Kỳ khởi động máy bay và dục Khánh lên ngồi trên một ghế hành khách và lái ra phi đạo. Chúng tôi ra phi đạo vừa đúng lúc, bởi vì khi ấy tôi nhìn về hướng cuối phi đạo, thấy có 20 chiếc xe tăng đang tiến ngược chiều về phía chúng tôi. Tôi không thể trở lui được nữa, vì vậy mà tôi đã cho chiếc máy bay DC-3 đã cũ quay hết tốc lực máy, chạy nhanh trên phi đạo và cất cánh. Hai bánh xe của máy bay lướt sát trên các xe tăng. Theo hồi ký Nguyễn Cao Kỳ, chúng ta đã thua trận ở Việt Nam như thế nào? Máy bay chở ông Khánh đáp xuống phi trường gần Đà Lạt.
để Khánh xuống và Kỳ bay trở lại hướng Nam. Đến Sài Gòn, ông Kỳ phải bay vòng vòng một hồi, bởi ông không thể đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vì các đơn vị thiết giáp và cả bộ binh đang bao vây căn cứ không quân. Họ có thể bất thần nổ súng bắn hạ Nguyễn Cao Kỳ nếu có lệnh của Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Lâm Văn Phát sinh năm 1920 tại Cần Thơ, từng làm Tổng trưởng Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa và Tư lệnh Biệt khu Thủ đô Sài Gòn. Ông tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 trường Võ bị Liên quân Viễn Đông tại Đà Lạt năm 1947. Học trường Thiết giáp Kỵ binh Saumur tại Pháp năm 1950, trường Sĩ quan Chỉ huy và Tham mưu tại Mỹ. Năm 1959, thăng cấp đại tá và bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân đoàn 3 năm 1963. Chị ruột Lâm Văn Phát là người đẹp Tây Đô, Lâm Thị Phấn, thiếu tá tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang. Người ta nhắc đến ông với đặc điểm là chuyên gia đảo tránh qua 4 lần tham gia. 1. Lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963, được Hội đồng các tướng lĩnh thăng thiếu tướng ngày 2 tháng 11 năm ấy. 2. Chỉnh lý phế truất 4 tướng Đôn, Đính, Kim, Xuân ủng hộ tướng Nguyễn Khánh lên cầm quyền. 3. Do tướng Nguyễn Khánh muốn độc tài, độc trị, nên ông lại cùng Trung tướng Dương Văn Đức kéo quân về Sài Gòn mưu lật đổ Nguyễn Khánh ngày 13 tháng 9 năm 1964 nhưng bất thành. 4. Cầm đầu cuộc đảo chính do Đại tá Phạm Ngọc Thảo tổ chức ngày 19 tháng 2 năm 1965. Nhắc lại, Nguyễn Cao Kỳ đưa Khánh thoát lên Đà Lạt bằng máy bay. Khi quay về đã không đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất được, phải bay đi Biên Hòa cách Tân Sơn Nhất khoảng 20 dặm về phía Bắc đáp xuống. Do căn cứ không quân Biên Hòa chưa lọt vào tay quân đảo tránh của Lâm Văn Phát. Ở đó, Nguyễn Cao Kỳ nhanh chóng tụ họp Hội đồng Nội các, có cả tướng Nguyễn Chánh Thi cũng từ Đà Nẵng bay vào. Cuộc họp quyết định bãi nhiệm Nguyễn Khánh và tiến chiếm Sài Gòn. Nguyễn Cao Kỳ viết: "Chúng tôi phải dẹp được Phát đã. Tôi quyết định đe dọa sử dụng sức mạnh của không quân, một lối đe dọa mà trước kia đã tỏ ra có hiệu quả. Và tôi sắp sửa tìm cách tiếp xúc với Phát thì không báo trước, tướng Robert Rowland, cố vấn Hoa Kỳ cạnh không quân Việt Nam đã gọi dây nói cho tôi vào lúc 3 giờ trưa và hỏi: Chính phủ của tôi muốn biết là ông có đứng về phía phe nổi loạn hay không. Tôi trả lời là tôi không có theo phe nổi loạn và tiếp. Tốt hơn là ông hãy nên nói với mấy người đó, Lâm Văn Phát và Phạm Ngọc Thảo, hãy rút khỏi tổng hành dinh của tôi ở Sài Gòn. Nói với họ là tôi cho họ 4 tiếng đồng hồ để rút, nghĩa là cho đến 7 giờ chiều hôm nay. Nếu họ không rút ra, tôi sẽ đánh bom khu vực Sài Gòn. Việc đánh bom Sài Gòn thực sự gần như đã có thể xảy ra. Đến 6 giờ rưỡi, Rowland gọi lại cho tôi: Ông Kỳ, ngay bây giờ đừng làm như vậy. Gạt bỏ tất cả mọi chuyện khác ra, tôi hiện vẫn đang ở tại tổng hành dinh. Nếu ông đánh bom tổng hành dinh, ông sẽ đánh bom luôn cả tôi nữa. 22. Đại sứ Marcel Taylor với cảm tử quân Cộng sản Việt Nam. Marcel Taylor được báo trước về hành tung táo bạo của các cảm tử quân Cộng sản Việt Nam, nhưng ông vẫn bất ngờ và cay đắng khi tòa đại sứ của ông ở Sài Gòn bị đánh sập hoàn toàn bằng 150kg thuốc nổ. Việc xảy ra trong vòng nhân quả. Cái nhân gieo xuống từ cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai phe Cộng sản và Quốc gia vào giữa thế kỷ 20 với những lời tuyên bố một mất một còn của đôi bên. Riêng định mệnh Việt Nam bất hạnh đến gần hơn và rõ hơn vào tháng 1 năm 1964 khi chính phủ Mỹ đồng tình với bản phúc trình mật của Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Đại tướng Marcel Taylor rằng miền Nam Việt Nam là trụ cột trong cuộc đương đầu với Cộng sản trên toàn thế giới theo hồ sơ tối mật của Ngũ Giác Đài. Hiển nhiên, miền Nam Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm nóng máu lửa nhất hành tinh. Mỹ thẳng tay gạt bỏ bất cứ ai ngăn cản họ đưa quân tham chiến. Điển hình trước đó, họ nhúng tay trực tiếp lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm và đưa tướng Dương Văn Minh lên. Khoảng 3 tháng sau, lại loại các tướng già thân Pháp như là Đôn, Đính, Kim, Xuân có xu hướng trung lập để đưa các tướng trẻ thân Mỹ như là Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu lên thay từ 1964 đến 1965. Ở giai đoạn đó, Đại tướng Nguyễn Khánh vụt sáng thành nhân vật tiêu biểu trên lộ trình mới của Mỹ. Ông ở ngôi quốc trưởng, thủ tướng, nhưng không được lòng dân. Vì trước tiên, ông là người được Ngô Đình Diệm tin cẩn.
Đêm đảo chính tháng 11 năm 1960, Nguyễn Khánh đã dũng cảm quyết leo qua tường Dinh Độc Lập để cứu Tổng thống Diệm. Nên giới Phật giáo rất lo sợ là nếu Nguyễn Khánh nắm quyền, sẽ là sự quay trở lại của một chế độ Diệm mà không có Diệm. Sau nữa, Nguyễn Khánh lại bị Hội đồng các tướng lĩnh bất phục. Do vậy, Mỹ muốn gạt Khánh. Sau những biến động chính trị dồn dập, Đại sứ Marcel Taylor nhậm chức ngày 4 tháng 7 năm 1964, đứng sau lưng tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Chánh Thi để dập tắt cuộc nổi dậy do tướng Lâm Văn Phát chỉ huy và đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo lãnh đạo ngày 19 tháng 2 năm 1965. Nhân đó, Mỹ thúc đẩy các tướng trẻ đứng đầu là Nguyễn Cao Kỳ bãi nhiệm Nguyễn Khánh, buộc ông phải sống lưu vong ở nước ngoài suốt gần 50 năm, cho đến lúc qua đời tại San Jose, California, Mỹ năm 2013, thọ 86 tuổi. Khánh đi rồi, Mỹ tiếp tục đổ quân tham chiến vào miền Nam Việt Nam. Theo số liệu do Nguyễn Cao Kỳ nêu trong hồi ký của ông, vào năm 1950, lực lượng Mỹ mới chỉ là cơ quan cố vấn và viện trợ quân sự, với 327 người đã tăng lên 900 người năm 1960 và 3.200 người năm 1961. Khi cơ quan ấy nâng lên thành Bộ Tư lệnh Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam, dưới quyền điều động của tướng Paul Harkin đã đạt lên con số 11.300. Để rồi, năm 1963, số quân Mỹ tổng cộng là 16.500 và vào năm 1964, dưới quyền chỉ huy của tướng Westmoreland đã lên đến 23.000. Năm 1965, khi các lực lượng Mỹ đảm nhiệm đầy đủ vai trò chiến đấu, số quân của họ tăng tới 180.000. Năm 1966, số quân này là 389.000. Năm 1967, 463.000. Năm 1968, 495.000. Và vào năm 1969, nó đã lên tới tột đỉnh với con số 541.500 người, tức là hơn nửa triệu quân. Nguyễn Cao Kỳ nhận định, không kể lực lượng Nam Việt Nam và các lực lượng khác, một quân đội gồm nửa triệu người là một lực lượng vũ trang hết sức to lớn. Và lực lượng Mỹ đã trang bị những tàu sân bay, những máy bay ném bom phản lực và tất cả những vũ khí hiện đại nhất, tinh vi nhất và khủng khiếp nhất. Tuy vậy, họ đã không thắng nổi trận chiến tranh. Và kết quả của việc đưa quân ồ ạt mở rộng chiến tranh là phải gánh chịu cuộc phản công mạnh mẽ của những người Cộng sản Việt Nam trên toàn miền. Riêng tại Sài Gòn, nơi đại sứ Marcel Taylor cùng trưởng ban bảo vệ các chung cư Mỹ là đại tá Kunze vẫn cho là nơi an toàn nhất của miền Nam, đã phải bất ngờ trước đợt tấn công cảm tử vào chính tòa nhà 5 tầng dùng làm tòa đại sứ Mỹ, tọa lạc ở nơi đô hội nhất, số 49 Hàm Nghi, gần chợ cũ. Trước trận đánh, trinh sát lộ trình đã báo cáo phòng làm việc dưới tầng trệt của tòa đại sứ chỉ nằm cách lộ 5 mét. Để dễ kiểm soát người qua lại, đường Hàm Nghi được phân tuyến quy định cho xe cộ lưu thông một chiều. Tuy nhiên, do đường hẹp, cuộc tấn công cảm tử bằng xe phóng nhanh vào sẽ đặt quân Mỹ bảo vệ tòa nhà ở thế bất ngờ, khó trở tay kịp. Và trận đánh có mật danh M1 được thông qua với phương án ban đầu là đóng giả một bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đến làm việc với sứ quán Mỹ để đưa xe đặt sẵn chất nổ vào sát cửa tòa đại sứ. Cách đánh trên an toàn hơn, nhưng phải cần nhiều ngày chuẩn bị công phu mà yêu cầu chính trị lúc ấy lại quá gấp, cần thực hiện nhanh nên phải chuyển sang cách đánh táo bạo cho một khối lượng lớn chất nổ lao thẳng vào mục tiêu. Ai đảm nhiệm lái xe cảm tử xông vào, loại xe nào được chọn để chở hơn 1,5 tạ khối thuốc nổ TNT. 23. Tổng thống Johnson dưới bóng tòa đại sứ Mỹ. Người phóng xe cảm tử lao thẳng vào cổng tòa đại sứ Mỹ là trinh sát Nguyễn Thanh Xuân, tức là 7B. Anh ta phải nhanh chân thoát khỏi vòng sát thương của khối thuốc nổ TNT do chính anh giật lụ xòe kích nổ trong 20 giây. Nếu chậm hơn, anh sẽ phải bỏ mạng dưới tòa nhà đổ nát. Khối thuốc nổ ấy được chở trên chiếc ô tô du lịch hiệu Frigate màu đen bóng loáng, được mua trước đó với giá 270.000 đồng, tương đương 2.289 đô la tính theo hối suất của năm 1965, lúc mở trận đánh. 1 đô la ăn 118 đồng tiền Sài Gòn. Ngoài 7B, đội cảm tử trực tiếp vào trận còn có Lê Văn Việt,
căn cước giả mang tên Nguyễn Văn Hai, Trần Văn Thế, Nguyễn Nông và Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hoạt động quân báo từ năm 1961, lần này đảm trách chuyển súng ngắn vào điểm X và đưa hơn 150kg TNT cùng kíp gây nổ, nụ xòe, dây cháy chậm trên một chiếc xe buôn mủ cao su, theo hợp đồng giả với cơ sở cách mạng Tư Sao, đến ném tại nhà ông Mười Vĩnh Long, số 68/168B Trần Quang Khải, quận 1 và Nguyễn Nông, tức là Năm Bắc, ở số 194/5/5 đường Bạch Đằng, Gia Định. 9:40 ngày 30 tháng 3 năm 1965, họ xuất phát từ quán cà phê Văn Hoa số 85 Trần Quang Khải theo đội hình. Ba chiếc xe gắn máy lần lượt nối tiếp nhau gồm anh Năm Bắc, trinh sát lộ trình, Trần Văn Thế, bảo vệ xung kích, Lê Văn Việt, xung kích, chiếc frigate đi hàng thứ tư do Nguyễn Thanh Xuân lái làm nhiệm vụ thọc sâu. Và sau cùng là Nguyễn Thị Minh Nguyệt trên chiếc mobilet có nhiệm vụ coi chừng cái đuôi, theo lịch sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định kháng chiến. Khi xe do 7B lái chờ tới đoạn đường ngang qua tòa đại sứ, anh ta bất thần tăng ga leo lên lề, phóng thẳng đến sát cửa chính của tòa nhà, rồi bằng một động tác chuyên nghiệp đã thắng thật mạnh cho xe chồm lên phía trước, nhanh nhẹn tung cửa nhảy ra, tay kia giật lụ xòe kích nổ, 5 giây rồi 7 giây. Từ bên kia đường, hai cảnh sát có vũ trang nghi ngờ nhìn về phía cổng tòa đại sứ, định bắn 7B, Tư Việt nổ súng, hạ gục cả hai. Nghe tiếng nổ, đám đông công an Sài Gòn mặc thường phục đang ngồi trong các quán nước quanh đó đã ùa ra bao vây. 7B vẫn bình tĩnh rời xa chiếc xe tử thần, bắn gục hai lính Mỹ trước khi băng qua vệt vôi ranh giới và thoát khỏi tầm bắn của ổ súng Đại Liên Mỹ đang khạc đạn từ trên lầu năm xuống. Khoảng 190 nhân viên trong tòa đại sứ hoảng hốt chạy vào thang máy và các hành lang thoát hiểm để đến tầng trệt, nhưng không may, chưa tới nơi thì khối thuốc nổ TNT đã phát nổ. Tiếng nổ long trời ở tòa đại sứ Mỹ làm cả Sài Gòn náo động. Từng đoàn xe cứu hỏa lao tới cùng với các đoàn người đổ về đông nghẹt. Ai cũng muốn được nhìn tận mắt cảnh tượng bi thảm của Nhà Trắng phương Đông. Sức thổi của khối thuốc hình lõm làm tất cả tường phía trong lầu 1, 2, 3 đều bị sập rỗng lên đến tầng 4. Song sắt cửa của các tầng đều bị cong queo, 30 chiếc xe du lịch của sứ quán đều cháy rụi. Lá cờ Mỹ 50 sao bị hất xuống đất, gạch ngói, ly cốc, giấy tờ bay tơi tả, sứ quán Mỹ tan hoang. Trong tro bụi hoang tàn và hỗn loạn, số Mỹ còn sống lóp ngóp chui ra, mình mẩy bê bết máu. Người ta thấy cả phó đại sứ Alexis Johnson ôm đầu tháo chạy ra phía cổng tòa đại sứ quán. Lúc đó là 10:55 ngày 30 tháng 3 năm 1965. Trên đây là đoạn trích từ cuốn Biệt động Sài Gòn của Nguyễn Đức Hùng, tức là Tư Chu, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến trường Sài Gòn Gia Định các năm 1968-1972, kiêm chỉ huy trưởng các lực lượng biệt động thành Sài Gòn. Ông Tư Chu ghi nhận. Phía chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson ngừng ngay bữa tiệc tiếp đãi phái đoàn của nước thượng Volta để nghe báo cáo về tổn thất nặng nề của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Có hơn 190 người Mỹ vừa chết vừa bị thương. Nếu cụm từ dưới bóng tòa đại sứ Mỹ dùng để chỉ các tướng lãnh và các chính khách Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn ủng hộ chính sách mở rộng chiến tranh của Mỹ, thì lúc đó cụm từ này có thể tạm dùng để chỉ nỗi lòng của Tổng thống Johnson trong ngày tòa đại sứ này bị đánh tan hoang. Phía cảm tử quân Cộng sản, lái xe cảm tử Nguyễn Thanh Xuân thoát khỏi vùng ảnh hưởng của 150kg chất nổ và lần ra phía ngoài, ngoắc taxi đến chợ Bến Thành, anh xuống, lách qua các gian hàng buôn bán để đề phòng bị theo dõi, sau đó ung dung về nhà cơ sở. Cảm tử quân Trần Văn Thế bắn viên đạn cuối cùng yểm trợ cho Tư Việt, rồi cho xe gắn máy lách qua ngã ba để qua phía bên kia chợ cũ, chạy thẳng về nhà thu xếp đồ đạc đưa mẹ anh ra xe, đón thẳng về chiến khu. Bà cụ đứng tên mua chiếc frigate, những biệt động khác cũng an toàn sau trận đánh. Chỉ riêng Tư Việt, cảm tử quân mà sau này chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson, gia đình cố Tổng thống Kennedy và cả ban giám đốc tình báo CIA đều phải nhắc đến tên. Vào giờ phút nguy kịch nhất, sau tiếng nổ đánh sập tòa đại sứ, Tư Việt bị công an cảnh sát Sài Gòn rượt đuổi. Anh phóng xe lao tới trước, nhưng một tay vẫn cầm súng quay đầu lại bắn trả. Cuộc đấu súng không cân sức diễn ra quyết liệt trên một đoạn ngắn dọc đường Nguyễn Công Trứ và Phó Đức Chính. Thất thế, anh bị trúng đạn ở bụng, từ phía sau xuyên ra trước, hất anh ngã xuống gốc cây bên đường.
Tư Việt một tay nhét ruột vào bụng, một tay cầm súng với hai viên đạn cuối cùng. 24. Nhà Kennedy vận động trao trả cảm tử quân Tư Việt, đổi lấy trung tá tình báo Mỹ CIA Gustav Heck. Cảm tử quân Tư Việt trúng đạn, bị bắt và bị kết án tử hình với lệnh xử bắn khẩn cấp. Nhưng mà người Mỹ chặn lại, không để chính quyền Sài Gòn thi hành bản án trên, nguyên do là Tòa án quân sự mặt trận của chính quyền Sài Gòn khiêng Tư Việt ra xử 8 ngày sau trận đánh vào tòa đại sứ Mỹ. Dù lúc ấy anh hãy còn phải băng bó do viên đạn bắn xuyên qua bụng đang mở rộng vết thương nhức nhối về phía trước. Anh bị bắt khi đang gắng sức móc quả lựu đạn quyết tử lên miệng rút chốt tự vẫn, nhưng máu ra nhiều quá kiệt sức ngã xuống. Do kết quả trận đánh làm rúng động dư luận Mỹ và thế giới nên chính quyền Sài Gòn muốn xử nhanh với mức án được tuyên tối đa, tử hình và xử bắn ngay. Đáp lại và đề cứu cảm tử quân Tư Việt, ngay tối hôm Tòa án quân sự mặt trận của chính quyền Sài Gòn tuyên án, Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam đã nhanh chóng, chính thức và đanh thép tuyên bố trên đài phát thanh giải phóng: nếu Mỹ và chính quyền Sài Gòn xử bắn Tư Việt, thì lực lượng vũ trang cách mạng của mặt trận sẽ tử hình ngay lập tức trung tá tình báo Gustav Heck của CIA bị bắt ở ngoại ô Sài Gòn, Thủ Đức trước đó. Nghe tuyên bố trên, lãnh đạo Nhà Trắng ở Washington và ban giám đốc CIA Mỹ cấp thời ngăn cản để chính quyền Sài Gòn đình chỉ lệnh xử bắn khẩn cấp đối với tử tù Nguyễn Văn Hai, tức là Tư Việt tên thật Lê Văn Việt, và đẩy ra Côn Đảo để đó. Những ngày ấy, tâm trí của Tổng thống Johnson vốn đã bị đè nặng bởi bóng tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn tan nát, nay lại càng rối lên vì áp lực của nhà Kennedy trong cuộc vận động nhằm đưa trung tá Gustav Heck, là con ruột ông già vợ của em cố Tổng thống Kennedy, đến vùng trao đổi. Sự việc trên qua cuốn Biệt động Sài Gòn của Nguyễn Đức Hùng, thường gọi Tư Chu, chỉ huy trưởng các lực lượng biệt động Sài Gòn, đã trích dẫn hồi ký của ông Huỳnh Văn Tâm, nguyên đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở nước ngoài, kể danh mạch là: lúc cảm tử quân Tư Việt được hoãn lệnh xử bắn khẩn cấp, Tổng thống Bela của nước Cộng hòa Algeria có mời ông Huỳnh Văn Tâm lên dinh Tổng thống để bàn việc tối quan trọng vào năm 1966. Đến nơi thì tôi, tức là Huỳnh Văn Tâm, bất ngờ vì thấy có mặt ông già vợ của em cố Tổng thống Kennedy, do Tổng thống Bela giới thiệu. Ông ta khẩn thiết đề nghị trao đổi chiến sĩ biệt động Tư Việt, người xung kích đánh sập sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đang bị đắt lưu đày ở Côn Đảo, với con trai của ông ta là trung tá Gustav Heck, tình báo CIA, bị lực lượng biệt động ta, tức là cảm tử quân Sài Gòn, bắt giữ ở ven đô Thủ Đức. Trung ương cục đặt điều kiện 1-3, ngoài anh Nguyễn Văn Hai, tức Tư Việt, còn có hai cán bộ cao cấp khác do ta chọn. Phía Mỹ chấp thuận và chịu phí $1,000,000 để hoàn tất mọi việc. Tổ chức Hồng Thập Tự Quốc tế, tức là chữ thập đỏ, tự nguyện đứng ra làm trung gian cuộc trao trả vì hòa bình và đoàn kết tương thân. Đáp ứng sự kiện bồ câu trắng đó, từ thủ đô Campuchia, hoàng thân Norodom Sihanouk lên tiếng sẵn sàng lấy Phnom Penh làm nơi trao trả cảm tử quân Tư Việt với trung tá CIA Gustav Heck. Chính phủ Pháp cũng vào cuộc với đề nghị lấy thủ đô Paris làm nơi gặp gỡ và hòa giải. Nhưng việc bất thành vì vào giờ chót. Bởi trên đường áp giải Gustav Heck về căn cứ Trung ương Cục, anh ta bị sốt rét ác tính qua đời đột ngột. Khoảng thời gian đó, tuy chưa bị xử bắn, song Tư Việt phải trải qua nhiều nhà giam từ Khám Đơn Chí Hỏa đến Côn Đảo. Cuối đường, Tư Việt tìm cách vượt ngục nhưng không thành, bị bắt và đánh đập tàn nhẫn. Chết nửa khuya 31 tháng 10 năm 1966 tại Côn Đảo, lúc mới 26 tuổi. Chuyển qua chuyện khác, khi tòa đại sứ Mỹ bị tấn công, tướng Westmoreland, tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ ở Sài Gòn suýt chết, đã kể qua một cuốn Hồi ức của một người lính, bản dịch của Phòng Khoa học Quân khu 9 không ghi tên dịch giả như sau: sáng hôm đó, 30 tháng 3 năm 1965, tôi có dịp đến sứ quán gặp Phó Đại sứ Alexis Johnson, vì Đại sứ Marcel Taylor vừa rời Việt Nam về Mỹ. Nếu tôi đến đúng hẹn thì chắc tôi đã có mặt tại hành lang lúc vụ nổ xảy ra và tính mệnh chưa biết sẽ ra sao. Qua máy bộ đàm trên ô tô, tôi được tin về vụ nổ. Lúc đó tôi chỉ còn ở cách sứ quán 2 khối nhà. Khoảng 2 tuần sau ngày tòa đại sứ Mỹ bị tấn công, vào 15 tháng 4 năm 1965,
Lực lượng không quân Mỹ và Nam Việt Nam đã tiến hành đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay ở miền Nam Việt Nam, ném hơn 1.000 tấn bom napalm xuống tỉnh Tây Ninh, là nơi Mỹ coi là sào huyệt của lực lượng kháng chiến Nam Việt Nam và là khu vực ném bom tự do, giết chết hàng trăm dân thường vô tội, đốt cháy hàng trăm hecta rừng. Trận ném bom được thực hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Johnson cam kết tăng cường lực lượng quân sự Mỹ cho cuộc chiến tranh Việt Nam, nhằm buộc Việt Nam phải tham gia đàm phán hòa bình theo các điều kiện của Mỹ. Nhưng một lần nữa, cảm tử quân Cộng sản Việt Nam lại xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Họ hành động thay lời nói để phủ nhận các điều kiện của Mỹ đưa ra bằng một loạt các trận đánh mới mà tướng Westmoreland ví von là đã bùng lên từ những bóng ma. Trung tướng Nguyễn Chánh Thi đảo tránh và chống đảo tránh ra sao? Tới nay, tướng Nguyễn Chánh Thi vẫn được nhắc đến như một chuyên gia đảo tránh và chống đảo tránh lão luyện trong hàng tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Nói đến chống đảo tránh trước, lúc lực lượng quân đội của cựu thiếu tướng Lâm Văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo nổi dậy làm chủ Sài Gòn chiều 19 tháng 2 năm 1965, các tướng lãnh của Hội đồng Quân lực cùng đại diện công quyền của Hội đồng Quốc gia lập pháp và đại biểu chính phủ của Thủ tướng Phan Huy Quát đã lánh về Biên Hòa đồng thuận đưa tướng Nguyễn Chánh Thi lên làm tư lệnh quân đoàn giải phóng thủ đô, tức là Sài Gòn, trong phiên họp toàn thể hôm 20 tháng 2 năm 1965. Ngay đêm ấy, tướng Thi điều động các đơn vị biệt động quân, thiết giáp, thủy quân lục chiến, nhảy dù, phối hợp với trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 7 đóng tại Long An kéo về Sài Gòn. Bộ tham mưu lưu động của tướng Thi mở đợt bôn tập với tốc độ hành quân gió lốc đã nhanh chóng lật ngược thế cờ. Họ không phải dùng đến sức mạnh của không quân nên tránh được cho Sài Gòn khỏi bị dội bom như tướng Nguyễn Cao Kỳ đe dọa, và lần lượt đưa quân tái chiếm, thu hồi trại Lê Văn Duyệt, đài phát thanh, bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất, cùng các căn cứ quân sự và cơ sở hành chính bị mất trước đó vào tay tướng Phát và đại tá Thảo. Điều hiếm thấy là phe chống đảo tránh thành công đã tức khắc mở ra cuộc đảo tránh mới giữa lòng Sài Gòn. Mục đích nhằm lật đổ nguyên thủ tướng, tổng tư lệnh quân đội là đại tướng Nguyễn Khánh. Đại tướng Khánh bị các tướng lãnh ghép nhiều tội, trong đó theo tướng Thi nguy hiểm nhất là tội đã gây chia rẽ tôn giáo và lũng đoạn quân đội. Tướng Nguyễn Cao Kỳ đồng ý gạt Khánh, lấy người khác thay vị trí tổng tư lệnh quân đội với sự đòi hỏi. Sự thay đổi đó phải được thực hiện trên căn bản pháp lý để tránh tai tiếng. Nhưng mà bằng cách nào? Nguyễn Cao Kỳ đề nghị rước bác sĩ Sửu, tức là quốc trưởng Phan Khắc Sửu, ở Thượng Hội đồng Quốc gia đến để thảo ra một sắc lệnh cho phép thực hiện theo hồi ký Nguyễn Cao Kỳ. Được nhưng mà chậm lắm, bởi vì trong lúc tìm cánh cửa hợp pháp để đẩy Khánh ra đi theo cách của Nguyễn Cao Kỳ nói, sợ tướng Khánh có thể lợi dụng khoảng giữa của thời gian còn lại sẽ đảo tránh ngược. Hãy nhớ rằng tướng Khánh đầy kinh nghiệm qua 7 lần đảo tránh và tác động thay đổi lãnh đạo quốc gia chỉ trong một năm, tức là năm 1964. Cần phải hành động nhanh hơn, không để tướng Khánh kịp trở tay bằng giải pháp. Ủy nhiệm tư lệnh quân đoàn giải phóng thủ đô Nguyễn Chánh Thi đến gặp quốc trưởng Phan Khắc Sửu tối 21 tháng 2 năm 1965 để yêu cầu ký ngay sắc lệnh giải nhiệm tướng Khánh và đưa trung tướng Trần Văn Minh lên thay theo chỉ thị của các tướng lãnh đang chủ trương đảo tránh không tiếng súng. Nguyễn Chánh Thi kể qua hồi ký Việt Nam một trời tâm sự là khi ông đến gặp quốc trưởng Phan Khắc Sửu để trình bày, đã thấy Thủ tướng Phan Huy Quát và Phó Thủ tướng thứ nhất Nguyễn Văn Thiệu, sau này là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, có mặt sẵn ở đó. Nghe Thi nói xong, Phan Khắc Sửu nhìn sang hai ông Quát và Thiệu hỏi ý kiến. Cả hai ông ấy đồng ý ký sắc lệnh truất phế Khánh, tuy vậy ông Sửu vẫn chần chừ. Nếu được, nên để đến ngày mai vì tôi muốn cân nhắc lại, và cũng cần hỏi thêm một vài người nữa. Nguyễn Chánh Thi không chịu, thúc tới. Quốc trưởng phải có quyết định ngay để ông Quát và ông Thiệu có mặt ở đây cùng ký với quốc trưởng luôn thể. Ông Sửu bấm chán một lúc rồi thuận theo. Thế là sắc lệnh giải nhiệm Nguyễn Khánh đã ký xong và lập tức đưa đến đài phát thanh loan báo ngay. Nghe bản tin, Nguyễn Khánh bàng hoàng và cay đắng phổ biến một công điện nêu rõ. Một vài tướng lãnh tiếp tục đảo tránh theo cuộc đảo tránh vừa mới dẹp yên hôm nay. Ý nói là cuộc chống đảo tránh đã biến tướng thành đảo tránh Khánh do Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Cao Kỳ khởi xướng. Và rồi, khi tướng Khánh đã phải rời Việt Nam, lưu vong với danh nghĩa đại sứ lưu động,
thì cuộc đảo chính không tiếng súng đạt đến thành công trọn vẹn với tuyên bố từ chức của Thủ tướng Quách và Quốc trưởng Sửu sau đó vài ba tháng. Ngày 11 tháng 6 năm 1965, mở đường đưa Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. 14 tháng 6 năm 1965, chuyến thăng hoa của hai tướng Thiệu Kỳ kéo theo một loạt các tướng tá cùng phe cánh của họ tăng thêm quyền lực. Nhưng ngược lại, số phận của các tướng lãnh không chung đường với họ thì sao? Thử nêu hai trường hợp. Một, sau thất bại, những sĩ quan tham gia cuộc chính biến 19 tháng 2 bị Tòa án Quân sự Mặt trận vùng 3 Chiến thuật xét xử ngày 7 tháng 5 năm 1965, tuyên án tử hình vắng mặt. Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát và Nguyễn Kim Báu cùng 40 người khác với 13 án khổ sai, 16 án tù ở, 6 án tù treo, tha bổng, 5 bị cáo. Nguyễn Cao Kỳ viết, Thảo và Phát cùng đại tá Robert Roland, cố vấn Mỹ cạnh không quân Việt Nam Cộng Hòa bay tới Biên Hòa gặp Kỳ thương lượng trong giờ tướng thi xuất quân nhưng đã trễ. Về sau, Thảo và Phát bỏ trốn trong các làng công giáo khoảng 2 năm. Sau đó, Thảo bị giết chết theo lệnh của tướng Thiệu. Khi tôi lên làm thủ tướng, tôi đã ra lệnh ân xá đưa Phát ra khỏi nơi ẩn trốn suốt trong mấy tuần cuối cùng trước khi Sài Gòn sụp đổ 30 tháng 4 năm 1975. Phát thường hay đến nhà tôi, tỏ ý muốn cộng tác với tôi để lật đổ Thiệu. Theo tôi biết thì Phát vẫn còn ở Sài Gòn sau 30 tháng 4, theo Nguyễn Cao Kỳ. Lâm Văn Phát có thân phụ là cụ Lâm Văn Phận, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từng làm Chủ tịch Ủy ban Liên Việt tỉnh Cần Thơ thời kháng chiến chống Pháp, tập kết ra Bắc năm 1954. Tướng Phát ở lại gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bị cách chức và sống âm thầm suốt 10 năm sau chính biến 19 tháng 2. Được Tổng thống Dương Văn Minh phục hồi và thăng trung tướng, giao làm tư lệnh biệt khu thủ đô ngày 29 tháng 4 năm 1975. Ông bắt tay củng cố lực lượng quân đội còn lại với mong muốn cố thủ để tìm đường đàm phán. Nhưng rốt cuộc, đành buông súng sau quyết định đầu hàng của tướng Minh và phải đi học tập cải tạo hơn 10 năm. Khi được trả tự do, ông qua Mỹ định cư tại Cali và mất ở đó năm 78 tuổi, tức là năm 1998, sau một cuộc đời thăng trầm chìm nổi. Với 4 lần tham gia đảo chính, bị kết án tử hình vắng mặt và được ân xá, được lên chức, rồi cuối cùng vẫn bị vướng vào vòng lao lý tha hương. 2. Nguyễn Chánh Thi. Một tuần sau ngày dẹp yên chính biến, đã từ chối tham chính để rời Sài Gòn, quay về ngoài Trung, tiếp tục làm tư lệnh quân đoàn 1, kiêm tư lệnh vùng 1 chiến thuật, đóng ở Đà Nẵng và thường ghé thăm Huế. Nguyễn Chánh Thi sinh tại Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 2 năm 1923. Những lần đến Huế, ông không khỏi có dịp nhắc đến buổi nói chuyện lần đầu và duy nhất với Ngô Đình Cẩn, em ruột của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và cố vấn Ngô Đình Nhu đầu năm 1960 lúc ông Cẩn đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Còn tướng Thi lúc ấy đang là đại tá tư lệnh lữ đoàn dù Anh Cả Đỏ đóng tại Sài Gòn. Ngô Đình Cẩn điện vào triệu tập ông Thi ra Huế, hai bên gặp nhau ở dinh Phú Cam. Giữa câu chuyện, ông Cẩn đang nhai trầu bỏng bẻm, đột nhiên ngước lên nhìn Thi hỏi. Đại tá có muốn tôi trình với Tổng thống móc sao tướng cho đại tá không? Ông Thi lịch sự cảm ơn và nói một câu chắc hẳn đã làm Ngô Đình Cẩn bất ngờ. Thật ra đối với cá nhân tôi, cấp bậc không phải là điều quan trọng. Về lại Sài Gòn, vài hôm sau đang chào cờ buổi sáng, sĩ quan trực của Nguyễn Chánh Thi đến khẩn báo. Nhà an ninh quân đội có lệnh mời đại tá đến văn phòng của nhà ngay bây giờ. Nguyễn Chánh Thi lấy xe đi, tới nơi thấy đại tá giám đốc Đỗ Mậu đang ngồi chờ. Đỗ Mậu lẳng lặng chìa công văn của Phủ Tổng thống gửi nhà an ninh quân đội và Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô, có đóng dấu mật và tối khẩn, chỉ thị phải gấp rút điều tra đại tá tư lệnh lữ đoàn dù Nguyễn Chánh Thi về những hoạt động có hại cho quốc gia. Rời nhà an ninh quân đội, biết tình thế thúc bách, gấp gáp lắm, ông Thi bàn rút ngắn kế hoạch đảo chính Tổng thống Diệm với nhóm sĩ quan đối kháng nhà Ngô như là Trung tá Vương Văn Đông, Thiếu tá Nguyễn Triệu Hồng, Đại úy Phan Lạc Tuyên. Để không lâu, ngày 11 tháng 11 năm 1960, tướng Thi đã quyết định kéo lữ đoàn dù kết hợp với các đơn vị thiết giáp và bộ binh nổ súng tấn công Dinh Độc Lập. Tiếng súng đánh thức giám đốc CIA William Conby đang ngủ với vợ con ở ngôi nhà gần đó phải choàng dậy lúc nửa đêm về sáng. 26. Nguyễn Chánh Thi và William Conby trước cuộc tấn công của lữ đoàn dù Anh Cà Đỏ vào Dinh Độc Lập. Lẽ ra, theo dự định, đảo chính sẽ bùng nổ vào
ngày 12 tháng 11 năm 1960, nhưng buộc phải tiến hành sớm hơn một ngày, tức là 11 tháng 11 năm 1960. Lý do, một số sĩ quan trong ban tham mưu như các trung tá Nguyễn Triệu Hồng, Vương Văn Đông, các thiếu tá Phan Trọng Trinh, Trần Văn Đô, Nguyễn Văn Lộc và đại úy Nguyễn Thanh Chuẩn lo ngại về những gây rô, tức là nguồn tình báo quân đội của Ngô Đình Nhu, dường như đang chú tâm theo dõi về nhiều dấu hiệu khả nghi quanh động tĩnh của các cánh quân trực thuộc lữ đoàn nhảy dù sửa soạn di chuyển về hướng D, tức là Dinh Độc Lập. Nên là Nguyễn Chánh Thi quyết định đúng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 11, khi các cánh quân đã lặng lẽ ém sẵn quanh những địa điểm sung yếu trong thành phố, phát lệnh khai hỏa. Ngay lập tức, tiếng súng của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 nhảy dù phá tan màn đêm yên tĩnh quanh khu vực Dinh Độc Lập và đại doanh của lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tổng thống. Qua vài phút đầu ngỡ ngàng, lưỡng lự, lực lượng phòng vệ choàng dậy đánh trả dữ dội. Giao tranh quyết liệt nổ ra giữa hai lực lượng vũ trang vốn đều được xem là con cưng của nhà họ Ngô. Trước đó vài tiếng đồng hồ, giám đốc CIA William Conby dự xong vũ hội truyền thống do đội thủy quân lục chiến Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ sứ quán ở Sài Gòn tổ chức, đã cùng đại sứ Duke Brown dẫn vợ con của họ ra hóng mát tại một khách sạn nổi trên sông Sài Gòn. Về nhà lúc gần khuya, Conby mệt mỏi nằm ngủ chưa bao lâu đã phải ngồi lên vì bất thình lình vào 3 giờ sáng, một loạt tiếng nổ đanh gọn vang trên đường phố ngay trước nhà chúng tôi và dinh tổng thống Diệm. Rõ ràng đây không phải sấm chớp trong một đêm giông bão, vì tôi nhìn thấy trên bầu trời vạch lên ngang dọc những vệt sáng của đường đạn đi, theo William Conby. Conby bước lại hốc tủ trên bức tường của phòng ngủ, lấy ra chiếc máy thu thanh chuyên dụng chỉ dùng vào những trường hợp khẩn cấp, vặn nút bắt sóng và nghe được ngay khúc dạo đầu của đợt tấn công đang diễn ra. Ai đã bí mật kịp thời truyền cả âm thanh lẫn tin tức qua làn sóng điện đến Conby lúc đó, nếu không phải là một nhân viên CIA đang có mặt bên cạnh Bộ Tư lệnh Quân đảo Tránh ngay tại mặt trận. Tình báo Dinh Độc Lập cũng không vừa, sau đảo Tránh, chẳng hiểu bằng cách nào họ đã len lỏi được vào mắt bão của những cơn bão tin tức đa chiều, để lôi ra từ hồ sơ tĩnh, tên tuổi, tướng trạng, địa chỉ cùng vỏ bọc chính xác của nhân viên tình báo CIA đó. Và Ngô Đình Nhu chính thức đòi hỏi Conby phải trục xuất người Mỹ nói trên khỏi Sài Gòn vì những hoạt động gián điệp cạnh phe đảo Tránh, chuyện ấy sẽ nói sau. Hồi ký Nguyễn Chánh Thi ghi gần 4 giờ sáng 11 tháng 11 năm 1960. Tôi nhận điện tín báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô và các cơ quan quân sự trực thuộc đều đã được chiếm xong. Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu, nhà Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, trụ sở Quốc hội, quân vụ thị trấn cũng đều về tay quân đội cách mạng, tức là quân đảo Tránh, kiểm soát. Đến 5 giờ 20, đại úy Nguyễn Thanh Chuẩn vội vã đến tìm tôi và trình với giọng đứt quãng vì mệt. Thưa đại tá, không làm sao vào được lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tổng thống vì ở mặt tiền hỏa lực của chúng nó dồi dào, dữ dội quá. Nếu không hạ được mục tiêu này trước khi trời sáng thì nguy vô cùng. Xin mời đại tá đến quan sát để xem có thể dùng một phương kế nào khác chăng. Không do dự, Nguyễn Chánh Thi lên xe phóng đến trước đại doanh của lữ đoàn liên binh phòng vệ, dùng loa phóng thanh gọi vào. Tôi là đại tá Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh tối cao quân đội cách mạng, đến đây ra lệnh cho toàn thể anh em trong lữ đoàn liên binh phòng vệ hãy bỏ súng thôi bắn. Chúng ta vì quyền lợi chung của Tổ quốc phải sát cánh nhau để quật đổ cái chính quyền đã đi ngược lại lòng dân. Anh em đừng để cho máu phải đổ nhiều nữa thêm vô ích. Đáp lời kêu gọi, tiếng súng bên trong thưa dần. Đến lần kêu gọi thứ hai, tiếng súng bên trong bắt đầu im lặng. Giây phút ấy thật là thiêng liêng, cảm động. Từ trên các tầng lầu, binh sĩ của lữ đoàn liên binh phòng vệ đã ném súng xuống đất, đầu hàng, theo Nguyễn Chánh Thi. Nguyễn Chánh Thi giao thiếu tá Trần Văn Đô tước khí giới và đối xử tử tế với hàng binh. Ra lệnh đưa 4 chiếc thiết giáp vừa lấy được của lữ đoàn phòng vệ, khởi động tiến đến đường Hồng Thập Tự, tức là Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay, để yểm trợ tiểu đoàn 3 nhảy dù sắp mở đợt xung phong quyết tử. 27. Nhật lệnh từ mặt trận của Nguyễn Chánh Thi. Có tổng cộng hơn 400 binh sĩ của hai bên, tính cả thường dân, chết và bị thương trong đợt giao tranh. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bắn nhau, trời gần sáng, nhiều xác chết đẫm máu lộ rõ trên mặt đường thủ đô, mà thắng bại giữa hai bên vẫn chưa ngã ngũ, thì đứng trước Dinh Độc Lập, Trấn An. Tất cả các điểm sung yếu của Sài Gòn đều đã được quân đội cách mạng đánh chiếm, chỉ còn Dinh Độc Lập này thôi,
chiến thắng đang đến gần. Phía ngoài xa báo về đã dàn xong trận địa pháo. Các khẩu đại bác 57 ly đã hướng nòng vào Dinh Độc Lập, sẵn sàng chờ lệnh nhả đạn để yểm trợ tiểu đoàn 3 nhảy dù xung phong đánh vỗ mặt vào cổng trước. Tất cả chỉ đợi lệnh của Nguyễn Chánh Thi là nổ súng. Thi lại đang nóng ruột, chờ cho được đại đội thiện chiến của tiểu đoàn 1 nhảy dù. Sau khi hoàn thành việc tước vũ khí và kiểm soát doanh trại của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống, sẽ đến tăng viện và đảm trách đánh thọc ngang vào bên hông Dinh. Đang lúc đó, Thi muốn bắn thử một trái vào Dinh để dò mục tiêu và điều chỉnh tác xạ. Bất ngờ, sĩ quan tham mưu đến báo với Thi, trong Dinh đơn phương ngừng bắn, đề cử đại diện văn phòng tổng thống Võ Văn Hải cùng một viên tướng nữa ra gặp Bộ Tư lệnh Đào Chánh để điều đình. Họ đang chờ Thi trước cổng Dinh. Thi gật đầu, mạnh bạo bước tới, gặp mặt Võ Văn Hải thông báo, ông cụ tức là Ngô Đình Diệm đã bằng lòng giải tán chính phủ, vợ chồng Ngô Đình Nhu sẽ phải ra đi, không nên đổ máu thêm vô ích. Hải trao Thi cuộn băng ghi âm lời hứa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Viên tướng đi kèm Hải nói với Thi giọng thân mật. Vừa vừa thôi Thi ơi, tụi Việt Cộng đang đánh mạnh ở miền Tây. Hẳn ông cụ và các yếu nhân trong phủ Tổng thống đã nghe nhật lệnh của Nguyễn Chánh Thi phát đi trên đài phát thanh Sài Gòn cách đó mấy giờ, nên họ ứng xử uyển chuyển như vậy. Do yêu cầu tư liệu, chúng tôi để nguyên văn nhật lệnh trên in trong hồi ký Nguyễn Chánh Thi để cho mọi người rộng đường tham khảo. Nguyên văn như sau. Tổng tư lệnh quân đội cách mạng Nguyễn Chánh Thi gửi tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính. Chánh phủ Ngô Đình Diệm sau 6 năm cầm quyền đã tỏ ra hoàn toàn bất lực trong công cuộc cứu quốc và kiến quốc. Giữa lúc Cộng sản ngày càng tăng áp lực, Ngô Đình Diệm đã áp dụng chính sách độc tài phong kiến, gia tộc trị mù quáng, đặt những tham vọng ích kỷ của gia đình y lên trên quyền lợi tối cao của đất nước. Quân đội, lực lượng chính yếu của quốc gia bị nghi kỵ, chia rẽ, mọi tầng lớp nhân dân bị bóc lột, áp bức miệt thị, tự do không được đảm bảo, dân tộc bị dồn vào họa diệt vong. Trước tình thế đen tối ấy của đất nước, quân đội đã đứng lên lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm và tạm thời điều khiển chính phủ với sự tham gia của những nhân sĩ quốc gia để kịp thời thi hành những biện pháp cần thiết chống cộng và cứu quốc. Cuộc cách mạng của quân đội đã thành công. Quân đội đoàn kết tiến lên diệt cộng, bảo vệ tự do, đem lại an ninh cho đất nước. Quân đội không đảng phái, chỉ nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôn trọng quyền lợi của đồng bào. Hội đồng cách mạng và chính phủ lâm thời hoàn toàn tin tưởng ở lòng ái quốc và ý chí diệt cộng của quân đội. Vậy, toàn thể quân nhân các cấp, các đơn vị phải bình tĩnh tuân theo kỷ luật, cố gắng làm nhiệm vụ diệt cộng, bảo vệ an ninh cho đồng bào trong giờ phút quyết liệt này. Nhiệm vụ chúng ta là nhiệm vụ lịch sử. Hành động chúng ta là hành động cứu quốc. Quân đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ cứu quốc Sài Gòn ngày 11 tháng 11 năm 1960. Đại tá Nguyễn Chánh Thi, Tổng tư lệnh tối cao quân đội cách mạng. Nghe nhật lệnh, Thiếu tá Lữ Đình Sơn và Đại úy Phan Lạc Tuyên đã mang 10 đại đội biệt động quân, thiết giáp xa, cùng toàn thể sĩ quan dưới quyền đến tham chiến, gia nhập lực lượng Đào Chánh. Đáng ghi nhận, Thống tướng Lê Văn Tị và Đại tướng Dương Văn Minh đã lên tiếng đồng tình và ủng hộ Nguyễn Chánh Thi như thế nào. 28. Thống tướng Lê Văn Tị nói không với Nguyễn Chánh Thi và Tổng thống Diệm. Nguyễn Chánh Thi đưa một trung đội thuộc lữ đoàn nhảy dù đóng giữ bưu điện Sài Gòn và ra lệnh cắt đứt tất cả hệ thống điện thoại và điện tín ở đó từ lúc trời chưa sáng. Tuy nhiên, hệ thống phát sóng đặc biệt nằm trong Dinh Độc Lập vẫn hoạt động bình thường, giúp Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu liên lạc ra ngoài, để một mặt thương lượng ảo với phe Đào Chánh, mặt khác đưa lời hiệu triệu cứu nguy như sau. Đây là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh cho Bộ Chỉ huy các quân khu. Đêm nay, 11 tháng 11 năm 1960, hồi 3 giờ sáng, một số sĩ quan trung cấp đã bội phản và phỉnh gạt binh sĩ để mưu đảo tránh tại thủ đô. Hiện giờ, Bộ Tổng Tham mưu và quân khu thủ đô đã tạm thời gián đoạn liên lạc. Vậy các tư lệnh quân khu phải bình tĩnh và tự vệ cẩn mật để chờ lệnh của sĩ quan liên lạc phủ Tổng thống. Đại tá Trần Thiện Khiêm, quân khu 5, phải cho đoàn thiết giáp Mỹ Tho lấy một tiểu đoàn lên ngay đậu tại Phú Lâm chờ lệnh. Toàn văn hiệu triệu trên do chính Tổng thống Diệm trực tiếp đọc, ghi âm và phát sóng cứ 5 phút một lần trên đài phát thanh, bảo mật. Để ứng phó, Nguyễn Chánh Thi tạm thời rời khỏi vùng giao tranh đến gặp Đại tướng Lê Văn Tị.
vị thống tướng đầu tiên và duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở nhà riêng trên đường Cương Đề, để mời tham gia đại cuộc. Tới nơi, toàn lính phòng vệ dáng cao lớn khỏe mạnh án ngữ trước cổng với sắc mặt lạnh lùng, như chừng muốn uy hiếp tinh thần trung tá Vương Văn Đông trong ủy ban cách mạng đang chờ Thi ở đó. Thi ra lệnh cho toán lính hạ khí giới để đi vào cùng với Vương Văn Đông và sĩ quan tùy viên. Đại tướng Lê Văn Tị đã đón tiếp niềm nở hơn lúc nào hết và tán thành cuộc vây đánh Dinh Độc Lập. Tôi hết sức sung sướng khi nghe quân đội nổi dậy đánh đổ cái chính quyền mục nát này để cứu dân, cứu nước. Cái câu ấy của Đại tướng Tị tương tự với phát biểu của Trung tướng Dương Văn Minh trước đó nửa giờ khi Nguyễn Chánh Thi đến gặp ông Minh cũng tại nhà riêng. Ông Minh nói: "Tôi rất vui mừng khi thấy các anh làm được công việc lịch sử này cho dân nhờ." Đại tướng Tị đã sốt sắng ra xe cùng Nguyễn Chánh Thi đến Bộ Tổng Tham mưu gặp Ủy ban Cách mạng bàn định hướng giải quyết vấn đề mà theo tướng Tị cần phải ngưng bắn để thương thảo giữa phe Đảo Chánh và anh em ông Diệm. Tướng Tị cũng nói không trước các giải pháp dẫn đến đổ máu giữa hai bên. Riêng ông Thi đã không đồng ý điều đình mà nhất quyết chủ trương đánh dứt điểm Dinh Độc Lập, bắt sống hai ông Diệm Nhu. Nhưng đa số thành viên của Ủy ban Cách mạng muốn hòa giải thương lượng, nên lúc 4 giờ 45 phút sáng hôm sau, ngày 12 tháng 11 năm 1960, Đài Phát thanh Sài Gòn đã truyền đi nhật lệnh 3 điểm của Tổng Tham mưu trưởng Việt Nam Cộng hòa Lê Văn Tị nguyên văn. Sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa, giữa lúc cuộc chính biến nghiêm trọng diễn ra tại thủ đô, hôm nay tôi đã hội đàm với Tổng thống Ngô Đình Diệm và đã đi đến những sự thỏa thuận sau đây để duy trì đoàn kết của quân đội. 1. Tổng thống đồng ý giải tán chính phủ hiện tại sau khi đã thảo luận về vấn đề quốc sự với Ủy ban Cách mạng. 2. Với sự đồng ý của Ủy ban Cách mạng, Tổng thống ủy thác cho một số sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng hòa trách nhiệm thành lập một chánh phủ quân nhân lâm thời. Chánh phủ này tiếp tục cuộc chiến đấu chống Cộng sản để bảo vệ Tổ quốc. 3. Ngay sau khi nhận được lệnh này, tất cả các đơn vị phải lập tức ngưng bắn, tiếp tục hoạt động trở lại và phải luôn luôn bình tĩnh, đề cao cảnh giác đề phòng sự phá hoại của Việt Cộng. KBC 4002, ngày 12 tháng 11 năm 1960, Đại tướng Lê Văn Tị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Cộng hòa, nhật lệnh dứt, nhạc quân hành nổi lên. Tiếp đến thì Đài Phát thanh đưa lời kêu gọi của Tổng thống Diệm gửi quốc dân đồng bào. Quốc dân đồng bào, tiếp theo cuộc gây hấn tại thủ đô, để cho quân đội chúng ta được toàn vẹn trong cuộc chiến đấu chống Cộng, tôi, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, đã quyết định giải tán chính phủ hiện thời. Tôi kêu gọi các tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng hòa thành lập một chính phủ lâm thời để có thể chiến đấu tiếp tục chống Cộng và bảo vệ xứ sở. Đồng thời tôi muốn phối hợp với Ủy ban Cách mạng thành lập một chính phủ liên hiệp để tránh đổ máu và trấn an dân chúng. Tôi ra lệnh hội đồng các tướng lãnh tìm tất cả các phương pháp thích nghi để chấm dứt mọi cuộc tuyên truyền xuyên tạc và ngừng bắn. Nhật lệnh của Thống tướng Lê Văn Tị và lời kêu gọi của Tổng thống Ngô Đình Diệm được tiếp tục phát đi phát lại suốt buổi kể từ 5 giờ sáng ngày 12 tháng 11 năm 1960. Đa số thành viên Ủy ban Cách mạng mặt mày rạng rỡ, ngỡ rằng Đảo Chánh đang chạm đích đến của cuộc đua chính trị lần này. Riêng Nguyễn Chánh Thi vẫn giữ thái độ điềm nhiên, là vì, như ông nói, mục đích của tôi không phải chỉ có chừng ấy. Tôi không hề nghĩ đến việc giải tán chính phủ này hay lập chính phủ khác. Tôi cũng không bao giờ có dự định giữ ghế này hay nắm quyền kia trong chính phủ. Tôi muốn lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, là muốn cởi bỏ cho đồng bào những xiềng xích áp bức, độc hại, đồng thời phải xóa sạch những bất công quá quắt, đầy rẫy hiện đang lũng đoạn tinh thần chiến đấu của binh sĩ, theo Nguyễn Chánh Thi. Ngày lúc đó, lực lượng cứu nguy nhà Ngô của Đại tá Trần Thiện Khiêm, Trung tá Huỳnh Văn Cao và Trung tá Nguyễn Văn Chuẩn đang siết chặt dần vòng vây lữ đoàn dù Anh Cà Đỏ. Cú va chạm đầu tiên giữa CIA và tình báo Dinh Độc Lập. Bị bao vây, Dinh Độc Lập dùng đường dây truyền tin riêng để liên lạc với đại sứ Mỹ De Brau để dò xem thái độ của người Mỹ đối với cuộc đảo chánh đang diễn ra. Và cả hai ông Diệm Nhu đều chẳng vui gì khi nhận câu trả lời hững hờ lấp lửng của đại sứ Mỹ De Brau rằng chính phủ Mỹ đứng ngoài cuộc, giữ vai trò nhân chứng chứ không can thiệp xung đột giữa hai phe. Thái độ đứng ngoài cuộc, không lên tiếng cứu nguy Dinh Độc Lập đồng nghĩa với việc Mỹ muốn gián tiếp thông báo để giới quan sát quốc tế biết
chính phủ Mỹ không dành cho chính phủ Ngô Đình Diệm sự ủng hộ toàn diện vào giai đoạn đó. Giám đốc CIA William Conby xác nhận, trong lúc súng còn đang nổ, khi trao đổi với nhau trên điện thoại, De Brauw đã nói rõ với Diệm lập trường của Mỹ là không đứng về phe nào. Lưu ý là, lúc trả lời như trên, De Brauw đang ở cạnh Conby. Đại sứ De Brauw đến văn phòng CIA ở Sài Gòn, gặp tôi để trong đêm được ở gần chiếc radio của chúng tôi, nơi luôn luôn nhận được những tin tức cho biết diễn biến của tình hình trong dinh, ở sở chỉ huy quân dù, ở bộ tham mưu và chỗ đầu não chính trị của phe đảo chánh, tức là Ủy ban Cách mạng. Có một lúc nghe cả tiếng súng nổ vang ra từ chiếc radio chuyên dụng của CIA, theo William Conby. Rõ ràng là mạng lưới CIA đã phủ sóng lên khắp bầu trời của chiến cuộc. Ngoài phố, mặc dù có lệnh của Ủy ban Cách mạng phát đi trên đài phát thanh Sài Gòn cấm mọi người ra đường vì sợ đạn lạc, nhưng mà dân chúng vẫn kéo về các tụ điểm đóng quân của lữ đoàn dù để theo dõi và nghe ngóng tin tức. Đi đầu là một đoàn rất đông các nhà báo của hầu hết các nhật báo thủ đô như là Dân Chúng, Thời Báo, Lẽ Sống, Sài Gòn Mới. Vì lương tâm nghề nghiệp, họ đã bất chấp cả nguy hiểm súng đạn để chạy đi lùng kiếm tôi ở khắp các địa điểm sung yếu. Khi gặp tôi, họ vui vẻ hân hoan ra mặt. Tôi thấy ở họ thái độ hưởng ứng nồng nhiệt đối với công việc mà chúng tôi đang khởi động và tranh nhau phỏng vấn, theo Nguyễn Chánh Thi. Trả lời một trong các câu hỏi được báo chí nêu lên về vai trò của ngoại bang ám chỉ Mỹ hoặc Pháp trong đảo chánh ra sao thì Thi đáp. Tuyệt nhiên không có sự nhúng tay của ngoại quốc, dù xa hay gần, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù vật chất hay tinh thần. Tôi xin cam đoan rằng không một người ngoại kiều nào được biết đến cuộc đảo chánh này trước khi tiếng súng nổ, theo Nguyễn Chánh Thi. Nhưng mà một tài liệu khác của giáo sư Trần Gia Phụng phổ biến từ Toronto, Canada khẳng định ngược lại. Đã có mặt nhân viên tình báo Mỹ ở cả hai phía và CIA nắm biết nội tình của phe đảo chánh trước giờ nổ súng. Giáo sư Trần Gia Phụng dẫn cuốn Những huyền thoại và sự thật về chế độ Ngô Đình Diệm của Vĩnh Phúc để thông tin cụ thể. Nhân vật chính về phía dân sự tham gia vào biến cố này lúc đầu là luật sư Hoàng Cơ Thụy. Trong cuộc họp tại nhà Hoàng Cơ Thụy vào đêm trước ngày đảo chánh, có mặt một nhân viên CIA tên là Gorky Carver. Về mặt nổi, Carver là một nhân viên. Riêng William Conby sau này thừa nhận có một số sĩ quan Mỹ đến sở chỉ huy quân dù gần Di Độc Lập quan sát trận chiến để liên lạc bằng radio về chỗ chúng tôi. Khi Ngô Đình Nhu phản ứng sau ngày dẹp yên, chánh biến ngày 11 tháng 11 năm 1960, Conby phải giải thích về việc đó. Nhiệm vụ của CIA bắt buộc chúng tôi phải tìm hiểu xem thực sự tình hình là thế nào giữa hai bên. Ngô Đình Nhu nói thẳng thừng, nước nào cũng chơi trò tình báo. Nhưng không một nước nào, kể cả chúng tôi, có thể chấp nhận việc một nước khác nhúng mũi vào quyền hành và tiến trình chính trị của mình, theo William Conby. Ông Ngô Đình Nhu chỉ trích CIA cố tình vượt quá lằn ranh của vai trò nhân chứng và đứng vào trong cuộc nghiêng về phe nổi dậy. Rồi ông Nhu nêu bằng chứng để phiền trách việc một viên sĩ quan Mỹ gặp phe chống đối, tham gia bàn kế hoạch đảo chánh quân sự. Rồi cho Conby phủ nhận sĩ quan đó không phải là người của CIA, xong biện bạch cách nào đi nữa thì ông Nhu vẫn chẳng tin lấy nửa lời và yêu cầu chúng tôi phải cho người này, tức là nhân viên CIA nói trên, về nước. Conby lắc đầu từ chối không đáp ứng yêu cầu ấy của ông Nhu, hai bên đi vào ngõ cụt. Đây là chữ của Conby dùng. Căng thẳng tiếp tục giữa CIA và tình báo Di Độc Lập cho tới một hôm, nhân viên CIA nói trên thấy trong hòm thư của mình một lá thư nhân danh phe đảo chánh vừa thất bại. Trách anh ta đã khuyến khích họ đảo chánh và đảm bảo với họ rằng Mỹ vẫn ủng hộ họ cho dù kết quả thế nào. Nay chính lúc họ cần được giúp đỡ để tránh bị chính quyền hỏi tội thì chẳng thấy sự ủng hộ ấy đâu. Bức thư còn dọa nếu anh ta không giữ lời thì cả anh ta lẫn gia đình đều bị sát hại, theo William Conby. Bằng phân tích nghiệp vụ, Conby biết ngay đây không phải là thư của những người thuộc phe đảo chánh viết, mà do tình báo Di Độc Lập giả danh phe đảo chánh thảo ra từ văn phòng trung ương của giám đốc Trần Kim Tuyến, dĩ nhiên phải có lệnh của ông Nhu. Xuất xứ của bức thư rất dễ phát hiện nhờ nét chữ đánh máy chỉ dùng riêng cho phòng điều hành của ông Tuyến. Lẽ nào người đứng đầu ngành tình báo Sài Gòn như ông Tuyến lại phạm phải sai sót kỹ thuật sơ đẳng như thế? Để tự lộ diện chính mình là tác giả bức thư trước CIA? Không, chẳng qua là tình báo Di Độc Lập dùng thủ thuật cố tình sai sót để nhắn với Conby rằng tính mạng của nhân viên CIA kia sẽ gặp nguy hiểm nếu không chịu rời khỏi Sài Gòn về nước.
Cồn Bài đã đích thân cầm bức thư ấy đến Dinh Độc Lập chìa ra trước mặt Nhu với một nụ cười nửa miệng và cái nhìn lạnh ngắt sau đôi kính trắng. 30. Ngô Đình Nhu mất 100 lạng vàng cho Phó Vương Đáp Chùn. Ngô Đình Nhu sẵn sàng chờ nghe William Cồn Bài nặng lời với mình về bức thư đe dọa sát hại cả gia đình của một nhân viên CIA do tình báo Dinh Độc Lập mượn danh phe đảo chánh viết gửi theo lệnh Nhu. Nhưng mà, đáng ngạc nhiên, sau vài phút im lặng đáng sợ, Cồn Bài đã không làm to chuyện, mà khôn khéo lái cuộc đối thoại theo hướng có lợi cho cả đôi bên, bằng cách giả bộ không biết là tác giả chính của bức thư là người đang ngồi trước mặt mình, tức là ông Nhu. Thay vào đó, Cồn Bài đổ hết những lời sát khí trong thư là của phe đảo chánh viết, chứ không phải là của phe Nhu và thông báo. Để bảo vệ nhân viên kia và gia đình anh ta tránh khỏi hậu quả của một lời cáo buộc oan, nên CIA và Sứ quán Mỹ quyết định sắp xếp đưa anh ta về nước gấp, kèm theo yêu cầu được Nhu giúp đỡ một phần. Nghe vậy thì ông Nhu ngầm hiểu, đòi hỏi trục xuất của mình sắp được đáp ứng, nên đã không cần kéo dài chiến tranh lại với Cồn Bài làm chi, đã mỉm cười và trịnh trọng bày tỏ sự đồng tình, sai tổ chức canh gác cẩn mật để bảo vệ anh ta và gia đình cho đến lúc đi. Ra sân bay, anh ta và gia đình còn được cảnh sát vũ trang của Sài Gòn đi xe jeep theo hộ tống. Thế là sự cố được ém nhẹ và không một ai bị mất mặt, theo William Cồn Bài. Về phía Nhu, vẫn giữ được thể diện quốc gia mặc dù phải trải thảm cho kẻ thù ra đi. Về phía Cồn Bài, vẫn không mang tiếng là giải quyết sự việc theo áp lực của Nhu, để vẫn âm thầm tiếp tục giúp những cộng sự CIA người Việt từng bí mật trà trộn hoạt động trong chính biến 11 tháng 11 năm 1960, thoát khỏi đợt truy lùng của tình báo Dinh Độc Lập sau ngày thất bại. Tiêu biểu là trường hợp do chính Cồn Bài kể. Một phần tử chính trị ly khai trước đây làm việc cho CIA bỗng xuất hiện trước nhà một nhân viên chúng tôi và yêu cầu được giúp đỡ. Biết nếu không được giúp đỡ, chắc chắn anh ta sẽ bị bắt. Tôi cho giấu anh ta vào một ngôi nhà của cơ quan CIA, lúc này tạm thời chưa có người ở, và anh ta đã bí mật sống ở đấy nhiều ngày. Rồi một hôm, lấy cớ có một chuyến hàng cần phải chở bằng máy bay, chúng tôi cho anh ta đi, nằm giấu mình trong một túi đựng thư từ công văn. Sau đó, anh ta đến sống ở một nước châu Âu và chúng tôi đã bảo vệ được nguồn của chúng tôi, theo William Cồn Bài. Giáo sư Trần Gia Phụng nêu, một nhân vật dân sự quan trọng trong cuộc binh biến ngày 11 tháng 11 năm 1960 là Hoàng Cơ Thụy nhờ người Mỹ sắp đặt giúp ông trốn thoát ra nước ngoài. Trong sách Việt Sử Khảo Luận, những dân thường mới trốn thoát được vào rừng, bỏ lại nhiều tang vật quan trọng như tài liệu quân báo, đài phát sóng và 100 kg vàng có đóng dấu ngân khố Việt Nam Cộng Hòa. Tại mặt trận, quân chính phủ Sihanouk bắt sống hai điệp viên Sài Gòn chuyên trách điện đài mật mã giao dịch hoạt động thường trực cạnh bộ tư lệnh của tướng Đáp Chun và kết án tử hình họ. Trước lúc bị hành quyết, trên pháp trường cả hai điệp viên Sài Gòn cùng hô to Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Tiếng hô khí phách đó có sức mạnh vượt lên những định kiến chính trị và lẽ thắng bại ngoài đời, để vang động trong dư luận công chúng và trên mặt báo Campuchia đương thời. Dưới góc độ nhân văn và công bằng lịch sử mà xét, họ cũng có thể là những anh hùng đến nay vẫn đang còn bị lãng quên. 31. Nghệ thuật lôi kéo Sihanouk của Chu Ân Lai và tình báo Trung Nam Hải. Phó Vương Đáp Chun thoát vòng vây của quân đội Sihanouk chạy thoát vào rừng, nhưng mà số mạng của ông cuối cùng đã bị nàng tiên nâu xóa sổ. Tướng Đáp Chun nghiện thuốc phiện. Khi quân nhảy dù của Lon Non truy kích vào mờ sáng 22 tháng 2 năm 1959, Đáp Chun chỉ còn một cửa là trốn chạy. Ông bỏ lại tất cả, chỉ mang theo bên mình nàng tiên nâu, tức là thuốc phiện trên đường buôn tàu. Đến một gốc cây lớn vắng vẻ, Đáp Chun mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng nghỉ. Người ta đồ chừng Đáp Chun đã dùng bàn đèn dã ngoại để hút vội vã qua cơn nghiền. Có thể, làn khói trắng thơm tho của loại thuốc phiện hảo hạng lấy nguyên liệu từ tam giác vàng đã đưa Phó Vương Đáp Chun bay vào cõi mộng để không bao giờ tỉnh dậy nữa. Quân Lon Non từ phía bìa rừng lần theo làn khói thơm tìm đến bắn chết Đáp Chun ngay tại chỗ, không cần một lời tuyên án, lúc ông còn đang bềnh bồng say thuốc. Một cái chết nhẹ nhàng, không hay biết mình đã chết, cứ ngỡ mình đang gối đầu dưới gốc uất kim hương của thần giấc ngủ Morphe, trong cái tên gọi Morphine và Morphidium. Giết Đáp Chun, thu hồi dinh thống đốc Xiêm Riệp, đánh bại mưu toan lật đổ của tình báo Dinh Độc Lập,
Sihanouk mời đại sứ các nước và báo chí quốc tế đang có mặt ở Phnom Penh đến để dự cuộc họp báo tại Siem Reap ngay hôm sau, 23 tháng 2 năm 1959 để trưng bày bằng chứng. Đặc sứ Ngô Trọng Hiếu đứng trước hai điệp viên Sài Gòn đang bị trói tay dẫn ra trước đám đông nhà báo. Xúc động nhưng cố trấn tĩnh, ông im lặng lấy tay vuốt nhẹ lên tóc hai điệp viên trẻ thay lời cáo biệt. Sau họp báo, Sihanouk đòi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa triệu hồi đặc sứ Ngô Trọng Hiếu về Sài Gòn, song vẫn duy trì tòa đại diện Việt Nam Cộng Hòa tại Phnom Penh như cũ. Nhân đó, Trần Kim Tuyến lại đưa một nhân vật nguy hiểm hơn thay cho Hiếu là Phạm Trọng Nhơn. Phạm Trọng Nhơn là điệp viên đơn tuyến hoạt động bí mật tại Nam Vang và chịu sự chỉ đạo đầu nguồn từ Sài Gòn bởi Trần Kim Tuyến. Ông có vai trò ngòi pháo trong giai đoạn đầu của điệp vụ mưu sát Sihanouk được chính Trần Kim Tuyến kể với bút danh Lương Khải Minh, viết chung với Cao Thế Dung như sau. Lật đổ không xong, năm 1959, tình báo Dinh Độc Lập xoay sang mưu sát Sihanouk năm 1961, bằng khối chất nổ cực mạnh giấu trong chiếc vali ghi rõ bên ngoài quà tặng quốc trưởng do một điệp viên Sài Gòn mang bí danh N2 lái xe chở thẳng tới Hoàng Cung Campuchia. Xuống xe thì nhân viên N2 tự tay mang chiếc vali đó vào phòng nghi lễ, nhân danh một kỹ sư Mỹ, vốn là chỗ thân hữu lâu ngày với quốc trưởng và Hoàng Cung, gửi biếu từ Hồng Kông và nhờ N2 chuyển giúp đến Sihanouk. Sau một số thủ tục kiểm tra an toàn, trưởng ban nghi lễ tiếp nhận, mang vali ấy vào phòng khách riêng của quốc trưởng, chỗ Sihanouk đang ngồi. Cái chết sở tới, khó tránh khỏi. Nhưng bỗng nhiên, Sihanouk đứng dậy ra khỏi vòng sát thương của chiếc vali tử thần chưa lâu trước lúc nó phát nổ. Tiếng nổ làm rung chuyển Hoàng Cung, giết chết viên trưởng ban nghi lễ tại chỗ và đào sâu hố chia rẽ, không cách gì hàn gắn được giữa Mỹ và Campuchia từ đó. Bởi Sihanouk khăng khăng quy cho Mỹ chủ mưu vụ ám sát ấy. Ông không thể quan niệm nổi Nam Việt Nam làm một việc gì mà lại không có sự tham gia của Mỹ. Để ngay sau đó, Sihanouk phát động chiến dịch lên án chính phủ Mỹ, đồng thời cùng một lúc công khai mở cuộc chiến chống CIA theo William Colby. Thật ra, tình báo Dinh Độc Lập tiến hành điệp vụ trên không cần sự giúp đỡ của Mỹ, không bàn bạc chi tiết về mục tiêu đóng kín đó theo William Colby. Nhưng đại thể là Mỹ có biết và có qua cộng sự CIA, người Việt cài trong Dinh Độc Lập, thử lên tiếng ngăn cản vì Mỹ cân nhắc lợi hại, chưa muốn giết Sihanouk. Nhưng Trần Kim Tuyến bác bỏ, kết quả là CIA phải gánh chịu tai tiếng, oan cho Mỹ. Các hoạt động bài Mỹ rầm rộ của Sihanouk sau tiếng nổ đã đánh động dư luận quốc tế hướng mắt vào tìm hiểu. Họ muốn biết ngọn ngành sự việc, nhất là tại sao và từ bao giờ Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu lại quyết định khai tử cho được Sihanouk. Có thể nói quyết định trên nảy mầm từ mảnh đất xa lạ tận Indonesia trong hội nghị thượng đỉnh Á Phi tổ chức ở Bangjung với đại diện 29 nước tham dự khai mạc ngày 17 tháng 4 năm 1955, trong đó có Trung Quốc. Trước giờ lên đường, Thủ tướng Chu Ân Lai cùng Nguyên soái Trần Nghị đọc kỹ báo cáo đặc biệt và tường tận của tình báo Trung Nam Hải về quốc vương Sihanouk liên quan đến quan điểm chính trị, hướng đi không liên kết, kể cả tính tình, sở thích, thói quen, cách ăn mặc, giao tiếp đi lại, lẫn niềm tin siêu hình và ước vọng riêng tư của Sihanouk. Để rồi, khi hội nghị nhóm họp, Thủ tướng Chu Ân Lai là người đầu tiên đến gần tôi Sihanouk. Và giai đoạn đó, tháng 4 năm 1955, giữa Campuchia và Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ quan hệ ngoại giao hay thương mại nào. Nhưng mà, chính từ cuộc gặp gỡ đầu tiên này, tôi đã cảm nhận được rất rõ ràng rằng Thủ tướng Chu Ân Lai kiên quyết tạo lập những mối quan hệ bền vững giữa hai nước. Ông đánh đúng vào tình cảm của tôi, nồng nhiệt ca ngợi cuộc chiến đấu thắng lợi của tôi để giành độc lập cho Campuchia. Và ông đã giải thích hoàn toàn rõ ràng rằng Trung Quốc cam kết luôn luôn tôn trọng chủ quyền và sự trung lập của Campuchia, không can thiệp vào nội bộ của chúng tôi. Hơn tất cả, tôi đã bị chinh phục bởi chính thái độ lịch sự và thông minh của ông trong việc làm cho tôi cảm thấy rằng đất nước Campuchia nhỏ bé của tôi được xếp ngang hàng với đất nước Trung Hoa bao la và rằng ông và tôi là những cá nhân bình đẳng. Theo hồi ký Sihanouk, những lãnh tụ thế giới mà tôi từng biết. Để làm vui lòng Sihanouk, ngay lần gặp đầu tiên, Chu Ân Lai đã mời Sihanouk dự bữa ăn cung đình Trung Hoa tại ngôi biệt thự do Tổng thống Sunako của nước chủ nhà Indonesia bố trí cho đoàn Trung Quốc ở. Với phong thái đầy nghệ sĩ tính, Sihanouk nhận lời. Tới nơi ông ngạc nhiên và bất ngờ được biết tất cả những người đầu bếp lo bữa tiệc hôm đó đều được Chu Ân Lai đem từ Bắc Kinh đến. Ngồi bên Thủ tướng Chu có Nguyên soái Trần Nghị vốn là người tứ xuyên sành nhậu, thích lấy trái sầu riêng làm mồi,
uống rượu chỉ bằng một ly không đánh, rót mãi không đầy. Tiếp Sihanouk như người nhà, dù chỉ mới lần đầu mời rượu. Sihanouk viết, hương vị rất riêng của rượu mạnh Mao Đài khiến tôi hơi choáng váng, còn mọi thứ khác hoàn toàn như là bùa mê. 32. Những lừa dối hào nhoáng của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đưa Sihanouk bước lên lễ đài Thiên An Môn trong tiếng hô cuồng nhiệt đả đảo đế quốc Mỹ của ngót 1 triệu người. Nhưng cùng lúc đó, tháng 5 năm 1970, Mao đã bí mật tìm cách bắt tay Mỹ sau lưng Sihanouk. Quá trình lừa dối diễn ra nhanh chóng sau loạt đạn ngoại giao của Tổng thống Mỹ Nixon trong chuyến thăm hữu nghị Pakistan và Romania năm 1969. Ở cả hai nơi trên, Nixon đều ngỏ lời muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Và dĩ nhiên, Tổng thống Yahya Khan của Pakistan cùng lãnh đạo Kokescu của Romania là hai nhà lãnh đạo thân Bắc Kinh đã phải lập tức truyền đến Mao những lời thu quyến rũ của Nixon ngay tháng 7 năm ấy. Để sang năm sau, khi mùa thu tới, khoảng giữa tháng 9 âm lịch Canh Tuất và tiết Hàn Lộ của Trung Quốc tháng 10 năm 1970, Nixon một lần nữa đơn phương lên tiếng, lúc này cũng qua trung gian Kokescu nhưng có sức đánh động trái tim Mao hơn hẳn lần trước, Nixon kể. Trong buổi tiệc chiêu đãi ông ta, Kokescu, tôi Nixon lợi dụng lúc nâng cốc chúc mừng để nhắc đến và gọi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay vì nói Trung Quốc Cộng sản như trước kia. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ nói như vậy và đây cũng là một lời kêu gọi ngoại giao có ý nghĩa nhắn về Mao. Theo hồi ký Richard Nixon, từ nửa bên kia của múi giờ quốc tế, Mao Trạch Đông nhận được tín hiệu nhành ô liu của Nixon trước khi trời sáng và chỉ thị cho Chu Ân Lai hãy liên lạc móc nối Romania để chuyển đến Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nixon, một thông điệp sau khoảng thời gian im lặng cần thiết vào đầu năm 1971 nêu rõ. Giữa hai bên, Trung Mỹ, chỉ có một khác biệt chưa được giải quyết là sự chiếm đóng của quân đội Mỹ ở Đài Loan. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cố gắng thương lượng với đầy đủ thiện ý về sự khác nhau ấy từ 25 năm nay. Nếu Hoa Kỳ muốn giải quyết và đề ra một giải pháp nào đó, thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ sẵn sàng tiếp đón ở Bắc Kinh một đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ. Bản thông điệp này đã được Chủ tịch Mao Trạch Đông và Lâm Mưu thông qua. Kissinger nhận xét, bản thông điệp không có một lời thoá mạ nào như thường đọc thấy qua các văn bản ngoại giao phát đi từ Trung Hoa đỏ. Nó cũng không nhắc gì đến sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Việt Nam, vẫn đang là một chủ đề nhạy cảm giữa đôi bên thời đó. Điều ấy phải được hiểu là Mao đang muốn ném cây sào dài 16.000 dặm nối từ Washington đến Bắc Kinh để sứ giả Nhà Trắng thực hiện các chuyến đi đêm đến Trung Nam Hải trong một tương lai gần. Đáp lại thì Nixon bắt tay giải quyết một phần vấn đề Đài Loan để Mao vui lòng bằng cách bàn với Kissinger điều động bộ tham mưu của ông ta mở cuộc vận động một cách bí mật và không có sự tham gia của người ngoài để tránh bị lộ tin tức việc đưa Trung Hoa Đỏ vào Liên Hiệp Quốc, tức là loại Đài Loan ra ngoài. Kết quả như đã thấy, sau đợt vận động trên, Liên Hiệp Quốc khóa 26 họp ngày 25 tháng 10 năm 1971 đã biểu quyết với 76 phiếu thuận, 35 phiếu chống và 17 phiếu trắng khai trừ Đài Loan của tường giấy thạch và kết nạp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Mao Trạch Đông là chính phủ duy nhất đại diện cho Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Cùng thời điểm trên, Bắc Kinh mở sẵn cửa chào đón Kissinger. Nixon viết, trước diễn biến bất ngờ đó, các bạn Đài Loan của chúng ta thì xỉu đi. Người Nhật bất mãn vì không được thông tin trước. Còn Sài Gòn thì sao? Chính là thời kỳ Tổng thống Thiệu và Nixon đang lục đục khó ở với nhau nhất. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cố vấn Tổng thống Thiệu, đã ví Tổng thống Thiệu như một người tình bị bỏ rơi, ngẩn ngơ nhớ thuở ban đầu. Mỹ đang tìm kiếm một người tình tốt hơn và bây giờ Nixon đã tìm được Trung Quốc. Ông ta, tức là Nixon, không muốn cho người tình cũ Sài Gòn nhờn nhơ nữa. Việt Nam đã trở nên giả cội xấu xí. Và Sihanouk cũng chẳng vui gì khi biết đời lưu vong vàng son của mình đang bị phai màu sau những lừa dối hào nhoáng của Mao, nên ông đã lánh mặt Mao để bỏ Bắc Kinh sang Hà Nội. Ở đó, Sihanouk cũng gặp nỗi niềm tương tự của người Hà Nội, nhưng khác ở chỗ, Hà Nội có thái độ quyết liệt hẳn. Tổng bí thư Lê Duẩn nói với Chu Ân Lai, năm đó, tức là 1954, tại hội nghị Geneva, người Trung Quốc các anh đã bán đứng chúng tôi trên bàn đàm phán. Nay đấy 1972, Việt Nam là của chúng tôi. Các đồng chí không được bàn với Mỹ về vấn đề Việt Nam. Các đồng chí đã nhận sai lầm năm 1954 rồi. Bây giờ không nên sai lầm một lần nữa.
Nhưng Mao Trạch Đông và Nixon với những con bài đã ném xuống thì vẫn tiếp tục cuộc mặc cải trên sòng bạc của họ. Mao thì tìm cách áp lực để Hà Nội chấp nhận các điều kiện do Mao thỏa hiệp ngầm với Mỹ theo hướng duy trì sự chia cắt lâu dài hai miền Nam Bắc Việt Nam. Nixon ép Sài Gòn phải đến hội đàm Paris bốn bên và chấp nhận một số điều khoản trong dự thảo hiệp định không được phía Mỹ bàn trước với Việt Nam Cộng Hòa. Rồi ra thì cả Hà Nội và Sài Gòn trước sau đều bị phía Mao lẫn Nixon tính sổ nợ nần trong cuộc chiến. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng giải thích với Tổng thống Thiệu. Từ trước tới nay, Việt Nam vẫn được coi là một tài sản. Giờ đây, bằng một động tác mau lẹ, ông ta tức là Nixon đổi Việt Nam từ cột tài sản sang cột nợ nần. Trung Quốc cũng vậy đối với Bắc Việt Nam. Tổng thống Thiệu đã gật đầu và cười cay đắng. 33. Việt Nam sau ly rượu mừng giữa Richard Nixon với Mao Trạch Đông. Sau ngày Mao và Nixon bắt tay, Trung Quốc và Mỹ thay nhau gây nên cảnh chết chóc, cửa nát nhà tan ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Rời Bắc Kinh về Washington, Tổng thống Mỹ Nixon đưa một lực lượng không quân và hải quân hùng hậu chứa hơn 20.000 tấn bom giải thảm Hà Nội Hải Phòng và nhiều nơi khác ở miền Bắc Việt Nam, làm ít nhất 2.000 người chết trong vòng 12 ngày đêm của mùa Giáng sinh 1979. Đức Giáo Hoàng và các nhà hoạt động nhân văn trên thế giới chỉ trích Nixon mạnh mẽ. Phần Mao Trạch Đông chỉ phản ứng chiếu lệ vì Mao đã xem Nixon là người bạn mới đang cùng Mao toan tính thay đổi thế giới. Chữ Nixon dùng lúc nâng cốc trong buổi tiệc từ dã Bắc Kinh đêm 27 tháng 2 năm 1972. Đánh phá miền Bắc, cắt viện trợ miền Nam. Để tiến hành cuộc đánh bom hủy diệt trên, Nixon đã huy động gần 50% số máy bay ném bom chiến lược B-52 của toàn bộ không lực nước Mỹ, tức là 197 trên tổng số 400 chiếc. Thực tế xuất kích là 741 lần một chiếc, gần 1/3 số máy bay chiến thuật của toàn lực lượng quân sự nước Mỹ, 1.077 trên tổng số 3.041 chiếc. Thực tế xuất kích 3.920 lần một chiếc, 1/4 số tàu sân bay, 6 trên tổng số 24 chiếc, cùng nhiều tàu chỉ huy, dẫn đường, tàu khu trục, tàu tên lửa, tàu radar, tàu bảo vệ và tàu cấp cứu. Các tập đoàn không quân số 7 và số 8, trong đó có các liên đội không quân chiến lược B-52, số 43 và 72 đóng tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, gồm 143 chiếc B-52G, B-52D và liên đội không quân chiến lược số 307, gồm 54 máy bay B-52D đóng tại căn cứ Utapao, Thái Lan. Rồi mới thông báo với ông sau. Nên lúc đầu ông phản ứng dữ dội quyết liệt, không đồng ý ký vào hiệp định. Và hồi ký, Nixon cũng nhắc đến phản ứng đó của Thiệu. Nixon gửi tối hậu thư đến Dinh Độc Lập dọa, nếu Việt Nam Cộng Hòa không ký thì chính phủ Mỹ vẫn ký. Và hàm ý thông báo trong trường hợp đáng tiếc đó, hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp, sẽ đến với Sài Gòn và cá nhân ông Thiệu. Vào giờ cuối thì ông Thiệu đã nhượng bộ để hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết với đại diện của bốn bên, gồm một là Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; hai, Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; ba, William Gozer, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; bốn là Trần Văn Lắm, Tổng trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Lúc ấy, tháng 1 năm 1973, dù phải gật đầu ký hiệp định nhưng mà tâm tư ông Thiệu không chấp thuận. Đến khoảng hơn một tuần trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Thiệu bộc lộ tất cả uất ức qua phiên họp với đại diện các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp của Việt Nam Cộng Hòa đêm 21 tháng 4 năm 1975 tại phòng Khánh Tiết, Dinh Độc Lập và nói rõ. Cái văn bản hiệp định đó là bản văn hiệp định Hoa Kỳ bán miền Nam Việt Nam cho Cộng sản. Và tôi đã có đủ can đảm nói với ông Ngoại trưởng Kissinger lúc đó rằng nếu như ông chấp nhận bản hiệp định này, nghĩa là ông chấp nhận bán cái miền Nam này cho Cộng sản. Còn tôi mà chấp nhận cái văn bản hiệp định này thì tôi cũng chấp nhận phản quốc, bán cái dân tộc và đất nước miền Nam cho Cộng sản. Ông có chấp nhận thì chấp nhận vì quyền lợi của Hoa Kỳ, vì lý do riêng tư tôi không biết, nể nang nhau, đổi chác nhau, đem quyền lợi sinh mạng của dân tộc miền Nam này ra bán. Chứ tôi là người Việt Nam, tôi không chấp nhận. Bản văn hiệp định đó là một bản văn mà tôi đã từ chối. Tôi đã phản đối trong 3 tháng trời. Và trong 3 tháng trời ấy, chỉ có 3 điểm tránh mà tôi tranh đấu sống chết.
Và sự tranh đấu của tôi được chứng minh một cách rõ ràng bởi mỗi một lần tôi mời họp có ông Chủ tịch Thượng viện Nguyễn Văn Huyền cũ, ông Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn, ông Tổng trưởng Ngoại giao, ông Chủ tịch Tối cao Pháp viện có Phó Tổng thống, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng và Thủ tướng. Thỉnh thoảng có một vài nhân vật chính trị khác. Ba cái điểm mà tôi cho là mất nước. Một là một chính phủ ba thành phần ở trên chóp bu đã chỉ huy hai chính phủ là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ của Mặt trận Giải phóng. Và cái chính phủ liên hiệp ba thành phần đó được đặt để cho tới tỉnh, quận, xã ấp. Tôi cho đó là một cái chính phủ liên hiệp. Dù dưới hình thức nào, dù ở cấp bậc nào, tôi cũng không chấp nhận. Và tôi không chấp nhận cái chuyện đó là từ 5-7 năm trước. Cho nên, đừng có nói gì tới ấp cho tới xã mà ngay cả trung ương tôi đã không chấp nhận 3 thành phần, 4 thành phần và 2 thành phần tôi cũng không chấp nhận. Cho nên tôi đã nói không chấp nhận. Hai là họ chỉ nói ở Đông Dương có 3 quốc gia là Cao Miên, Ai Lao và Việt Nam. Tôi nói Ngoại trưởng Kissinger, Việt Nam nào? Việt Nam của Sài Gòn hay Việt Nam của Hà Nội? Nếu mà ông chấp nhận bản văn này là ông chấp nhận cái Việt Nam của Hà Nội, tôi không chấp nhận. Tôi muốn trở về nguyên thủy Hiệp định Geneva là có 2 quốc gia Việt Nam, 2 chính quyền Hà Nội và Sài Gòn. Tôi kêu họ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, họ phải kêu tôi là Việt Nam Cộng Hòa, không xâm phạm lẫn nhau. Lấy vĩ tuyến 17 là lấy Hiệp định Geneva làm căn bản, chờ đợi ngày thống nhất bằng phương tiện hòa bình và dân chủ, cho dù ngày đó không biết là ngày nào, tôi bác cái chuyện đó. Tôi nói trở về hai miền Nam Bắc, hai quốc gia riêng biệt có thể vô Liên Hợp Quốc, giữ cái vĩ tuyến 17, giữ vùng phi quân sự chờ ngày thống nhất. Ba là về quân đội Bắc Việt, thì ông Ngoại trưởng Kissinger chấp nhận là quân đội Bắc được quyền ở trong miền Nam một cách hợp pháp đương nhiên. Tôi nói, điểm này là điểm quan trọng nhất. Tôi nói điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất là quân đội Bắc Việt phải rút lui về Bắc. Ông Kissinger trả lời với tôi rằng, cái chuyện này thường thuyết với Nga Xô, Trung Cộng đã 3 năm nay không được, Mỹ chịu thua. Ở trên là đoạn trích từ bài nói chuyện cuối cùng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Sài Gòn sau 9 năm cầm quyền 1966-1975, được lưu giữ nguyên văn tại Trung tâm Lưu giữ Quốc gia 2, thành phố Hồ Chí Minh, theo số hồ sơ đã nêu. Dưới đề mục diễn văn từ trước của Nguyễn Văn Thiệu ngày 21 tháng 4 năm 1975. Đoạn cuối thì ông Thiệu nhắc đến quyết định của Mỹ cắt giảm viện trợ Việt Nam Cộng Hòa từ 1,4 tỷ xuống 700 triệu, rồi cắt nữa chỉ còn 300 triệu. Con số hẩm hiu đó vẫn bị Mỹ treo lắc lư cả năm trời không nói tới. Trong khoảng thời gian đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mất hết 60% tiềm năng chiến đấu. Một ông võ sĩ mất hết 60% sức lực. Và cái vấn đề đánh nhau, hễ mạnh là mạnh luôn, mà yếu là yếu luôn. Nó cũng như con bệnh, hễ mạnh là vượt qua, hễ yếu là bị kiệt sức luôn. Quý vị có thể tưởng tượng trong thời gian Hoa Kỳ cắt viện trợ của chúng ta, mà chúng ta mất hết 60% tiềm lực chiến đấu, thì cái gì sẽ xảy ra? Số thương vong gấp bội bởi vì không có phương tiện, không quân yểm trợ, mà pháo của ta lại thua pháo của họ. Nội thương vong vì pháo của ta lên rất cao, rồi chết lại lên cao vì thiếu trực thăng để tải thương. Thậm chí vô nhà thương, mà một cái băng phải băng đi băng lại tới 2 lần, thật vô nhân đạo đối với một chiến sĩ bị thương. Tướng Murray cùng các cộng sự trong ban tham mưu của Murray đã soạn thảo để gửi đến Tổng thống Thiệu một tài liệu đặc biệt. Nội dung phân tích về tương tác của viện trợ Mỹ đối với sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa, cô đọng qua 5 chữ nếu đáng sợ sau. 1. Nếu mức độ quân viện là 1,4 tỷ thì có thể giữ được tất cả những khu đông dân cư của cả 4 vùng chiến thuật. 2. Nếu là 1,1 tỷ thì quân khu 1 phải bỏ. 3. Là nếu là 900 triệu thì khó lòng giữ được quân khu 1 và 2 hoặc khó là đường đầu với cuộc tổng tấn công của Bắc Việt. 4. Nếu là 750 triệu thì chỉ có thể phòng thủ vài khu vực chọn lọc và khó điều đình được với Bắc Việt. 5. Là nếu quân viện dưới 600 triệu thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long. Đó là 5 tuyến phòng thủ tương đương với 5 mức độ quân viện, tướng Murray kết luận. Ta có thể ví sự mất tiền xấp xỉ như mất đất vậy, theo khi đồng minh tháo chạy. Vậy, với mức quân viện quá thấp 300 triệu đô la thời điểm 1974-1975, hẳn nhiên nhịp thở của nền đệ nhị Cộng Hòa bị đứt quãng lâm nguy, dẫn đến sụp đổ trước cuộc tấn công của đối phương. Các nhà nghiên cứu và quan sát quốc tế nhận định thêm, ngoài yếu tố Mỹ bỏ rơi, cần phải xét đến yếu tố nội tại tự phân hóa khiến Việt Nam Cộng Hòa suy yếu. Lỗi mà dễ thấy nhất là những bất hòa dai dẳng trong hàng ngũ lãnh đạo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã gây chia rẽ và bất ổn nội bộ triền miên.
nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vị phụ tá đặc biệt của Tổng thống Thiệu đã kêu lên: "Trước những thất bại, ta phải tự trách mình, mea culpa, tức là lỗi tại tôi."